đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 nhá. Con này thì nó sẽ là hàng theo các cái công dụng như là khởi động lại động cơ này, đấy, nới lỏng các cái phần bộ phận đã reset này, rồi làm ngưng tiếng kêu phát ra này, là bảo vệ kim loại chống reset ăn mòn. Rất nhiều chức năng cho một cái chai như này. Đấy, hàng thì của thương hiệu Nippon và được nhập khẩu và phân phối bởi các cái tập đoàn của Australia các bác nhá. Australia này các bạn này. Giá thì sẽ là 50.000 cho một chai xịt RP7 như này. Qua lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một chai xịt RP7 như này các bạn này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay chữ nhật các bác nhá. Đấy, khay chữ nhật. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Giá của nó sẽ là 30.000 cho một khay chữ nhật như này. Con này thì dung tích của nó vào khoảng là đi 3 đến 400 ml thôi nhá. 3 đến 400 ml. Đấy, và nó có nắp nhựa như này thì các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ uống rất là ok. Thì có thể dùng để mang đi học, đi làm này. Đấy, hoặc là các bác có thể dùng ở nhà cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng ở nhà, đựng vào tủ lạnh, bỏ tủ lạnh, hoặc là các bác mang đồ ăn thức uống bằng inox 304, bền đẹp chắc chắn, có nắp đậy cho các bác luôn thì rất là tiện ích. Lên cho em là khay chữ nhật, giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đấy, khay chữ nhật này. Khay chữ nhật giá của nó sẽ là 30.000 cho một là cái khay chữ nhật này, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái con dao. Đây nó sẽ là một cái dòng dao Thái của Đức nhá. Con dao Thái Đức này bao nhiêu đấy? 130.000 à? Các bác lên cho em là dao Thái Đức nhá. Con này sẽ là 130.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là gần 40 cm. Đây, hàng made in Germany này, hàng của Đức cực kỳ là ngon luôn. Đó, em sẽ dọc giấy cho bác xem nhá. Đây, đấy, lấy cho anh tờ giấy này, xé cái quyển này, tờ quyển móng ấy. Đây nha, em sẽ dọc giấy cho bác xem các bác này. Đấy, con này dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy, dao thì siêu bén luôn các bác nhá. Đây, con này, đấy các bác theo. Đấy, đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó, rất là bén luôn nhá. Đó, các bác theo. Đây, rất là bén luôn. Con này thì chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 cm, tầm khoảng 35-37 cm, rất là dài luôn. Các bác dùng để thái lọc phi lê, hoặc là các bác dùng để mình gọi là bổ hoa quả các thứ, bổ dưa hấu thứ nhất là rất là đầm tay luôn. Đấy, hàng thương hiệu Quyên Linh hay hình người của Đức này, made in Germany này. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Lên mã giúp cho em đó là dao Thái Đức nhé. Dao Thái Đức giá sẽ là 130.000. Dao Thái Đức này giá sẽ là 130.000 nhé. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con dao chặt Đức nhé. Đấy, dao chặt Đức đây. Đấy, con này thì dao chặt Đức này. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000, hàng của Đức, cân nặng khoảng từ 4 đến 5 lạng. Đây. Đấy, chiều dày của nó vào khoảng từ 3 đến 5 ly, rất là dày luôn. Hàng liền thân như này nhá, liền thân này có đánh nhám chống dính này. Cũng hàng thương hiệu Quyên Linh của Đức luôn. Đấy, made in Germany nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 150.000. Các bác lên theo là dao chặt Đức nhá, dao chặt Đức 150.000 cho một em dao chặt Đức như này. 150.000 dao chặt Đức như này nhá. Con này thì chặt cực kỳ là đầm tay luôn. Có phần quai treo này, có phần để các bác dằn thịt này. Đó, rất là ngon lành như này. Con này thì lên cho em là dao chặt Đức, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho con mã dao chặt Đức này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái con dao gọt của Đức nhá. Đấy. Có cho các bác thêm một cái mã dao gọt đây. Con dao gọt này thì giá của nó sẽ là hàng made in Germany, cũng của thương hiệu Quyên Linh luôn. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một con dao gọt như này. Giá của nó sẽ là 60.000. Đấy, các bác lên cho em là dao gọt Đức nhá. Đấy, dao gọt Đức này. Gọt Đức giá của nó sẽ là 60.000 cho một em nhá. 60.000 cho bọn em dao gọt Đức như này. Con này thì siêu bén luôn, chiều dài của nó khoảng 20 cm nhá. Đấy, rất là bén luôn này các bạn này. Đó, rất là bén luôn. Chiều dài khoảng 20 cm và nó là dòng liền thân nhá. Đấy. Nó là dòng liền thân luôn thì các bác dùng nó rất là sạch sẽ, không lo bị bong chốc nhá. Đấy, tất cả đều là đúc liền hết, và cái này của nó thì nó sẽ là đánh nhám để các bác cầm nó khỏi trơn trượt. Con này các bác dùng để gọt hoa quả thì rất là ngon luôn, gọt hoa quả rất tuyệt vời luôn. Chuyên dùng để gọt hoa quả hoặc là các bác gọt đồ ăn, đấy, làm đồ ăn, chế biến đồ ăn rất là ok. Gọt Đức 60.000 này, đấy, 60.000. Giá thì các bác có thể mua theo combo hoặc là mua lẻ cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chổi cọ vịt nhá. Các bác lên cho là cọ vịt này. Thì con này nó sẽ là một cái dòng chổi rất là đa di năng luôn. Mình thì dùng kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là ok nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái miếng dán như này, về nhà các bác treo dán vào tường cho em. Đấy, dán vào tường sau đó thì mình đeo vào như này là xong này.
bóc cái miếng dán này ra, dán vào tường đeo vào cho em là xong. Và đây nó sẽ là một cái phần đầu chổi như này, về nhà các bác lắp vào đây chưa, lắp vào đây nhá. Con này thì các bác có thể đưa vào các cái khe kẽ này, kỳ cọ này, đánh này rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là vệ sinh và tiện. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào cho em là xong. Đó, nó tháo ra cho nó vận chuyển cho nó gọn. Và về nhà các bác để thì mình sẽ dán lên tường, mà mình để vào đây là nó sẽ sập vào này. Đấy, có miếng dán cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 60 cành cho một cái chổi cọ vịt như này thôi. Lên cho em là cọ vịt nhá. Giá của nó sẽ là 60k. Con này thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Cọ vịt 60.000. Đây các bác nhá, nó sẽ là một cái dòng chổi như này các bác này. Đấy. Mình chỉ cần cho dầu vào, sau đó thì mình kỳ cọ các cái phần như là các cái khe kẽ, nó rất là tiện. Đấy. Và ưu điểm của nó là về nhà các bác có thể dắt lên tường được này, nó rất là gọn. Đấy, dắt lên tường luôn. Nó rất là gọn, các bác không phải để chỗ khác nó bẩn thỉu, nó nhếch nhác. Đấy, dắt lên tường thì các bác vệ sinh những cái nền nhà thì nhếch nó rất là ok luôn. Đấy, kỳ cọ đa ngóc ngách luôn. Rất là tiện ích nhá. Đấy, dắt lên tường rất là gọn. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Trước em đang bán là 60.000 đợt này về thì bác giá 55k nhá. 55k. Lên mã giúp cho em là chổi cọ vịt nhá. Giá sẽ là 55.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bật lửa cây nhá. Đây nó sẽ là một con bật lửa như này. Nó sẽ có sẵn ga cho các bác luôn. Đó, sẵn ga rồi. Về nhà các bác chỉ cần bật thôi. Đó. Và có điều chỉnh cho các bác là cái lẫy khóa nhá. Về nhà các bác bật thì phải đẩy cái lẫy khóa này cho em này, cái lẫy khóa này. Đẩy ra thì mới bật được nhá. Đấy, còn bình thường khi em vận chuyển đi là nó sẽ khóa này để tránh cái việc là cháy nổ nhá. Đó, đây. Các bác lên cho em là bật lửa cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một con bật lửa cây như này. Ở đây thì nó sẽ là các bác về các bác bơm ga vào cho em. Đấy, có sẵn ga rồi, về nhà các bác bơm ga vào cái đít này cho em này. Con này thì nó sẵn ga rồi, về nhà các bác dùng hết thì bơm ga vào thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thước thước rút này, thước dây rút nhá. Đó, thước dây rút. Con này thì nó sẽ là dòng bao nhiêu mét đây nhỉ? 20 mét. 20-30. Dòng này của nó sẽ là 30 mét nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho các bác. Đang bán bao nhiêu nhỉ? Đang bán 140. Đợt này về cho bác giá là 120.000, thanh lý lỗ cho các bác luôn nhá. Thước dây 30m, 120k. Đấy, con này thì chiều dài của nó là 30m. Dây của nó là dây vải nhá. Dây vải và có bọc cao su non. Thì dây vải nó sẽ chống đứt, chống giãn. Và bọc cao su non để nó khỏi ngấm nước, khỏi bị mục nát này. Đấy, chiều dài của nó là 30m nhá. Đó, đây, số to rõ ràng rất là đẹp luôn. 30m này, các bác này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 120.000 thôi. Các bác mua về để mình đo đạc rồi nói chung là sử dụng rất là tiện ích. 120k cho một cái thước rút như này. Đấy, lên kèm là thước dây rút, giá sẽ là 120.000 nhé. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn, 120k. Thanh lý nốt cho các bác, giá tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái vòi tưới cây tăng áp bằng đồng này. Cái này thì là dòng không có cút nối. Thanh lý nốt cho bác giá 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc nhé. Còn cái dòng có cút nối thì nó sẽ đắt hơn một chút. Đấy, có cuốn nối thì sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em còn hai cái khóa quá này. Đấy, hai cái khóa. Khóa số loại nhỏ này. Con này thì nó sẽ là bằng khoảng ngón tay cái như này nhá. Bằng ngón tay cái như này. Thanh lý nốt cho bác với giá đó là 20.000 một chiếc. Còn hai chiếc nữa nhá. Đấy, các bác dùng để khóa vali hoặc là khóa cổng, khóa cửa cũng đều được. Đấy, 20.000 một chiếc. Đó, khóa bằng khóa số nhá. Con này thì nó sẽ là dòng to này. Con này thì nó sẽ là bằng gần 3 ngón tay như này. Gần 3 ngón tay này các bác này. Đó, đây. Thì con này các bác dùng để khóa cổng, khóa cửa cũng đều ok hết nhá. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 30.000 cho một chiếc như này. 30.000 cho một chiếc này. Còn hai chiếc nó thanh lý nốt này. Tiếp theo thì bên shop còn một cái kéo cắt cành kéo cành cam này. Đấy, kéo cành cam đây. Con này thì các bác dùng để mình cắt cành các thứ này. Con này em đang bán là 70.000. Đấy, con này thì em để nó đang bị rỉ, về nhà các bác chỉ vệ sinh qua cho em là xong. Đó. Thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 30.000 cho một con kéo cắt cành cam như này. Còn hàng đẹp nguyên túi, nguyên đai, nguyên kiện thì sẽ là 70.000 nhá. Con này thì em để quá lâu rồi nên nó hơi bị rỉ một chút. Về nhà các bác có thể mình vệ sinh như cho em là ok. Thanh lý nốt cho bác giá là 30.000 thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái búa các bác nhá. Đấy, cái búa thì các bác lên mã giúp cho em đó là búa A2 to. Con này sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Đấy, con này sẽ là búa to. Sẽ là 130.000 các bác nhá. 130.000 cho con búa A2 to này các bác nhá. Đấy, 130k. Đó. Còn con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là con A1 nhỏ này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Đấy, 90.000 cho con 80.000. 80.000 cho con A1 nhỏ này nhá. A1 nhỏ này sẽ là 80k. Đó, các bác lên cho em là A1 này.
A1 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con A1 như này. Còn con này thì các bác lên cho em là A2 to này. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000. Con này thì nặng khoảng là đi 3-4 lạng, còn con này thì nó sẽ là nặng khoảng con này thì nặng khoảng 5-6 lạng nhá, 5-6 lạng. Con này con nhỏ này thì chiều dài khoảng 25 cm và con to này chiều dài khoảng là 30 cm. Đấy, tất cả của nó đều là cái dòng có gọi là cán bằng thép và có cao su để cầm khỏi trơn trượt nhá. Hàng thương hiệu Asahi này, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì rất là hợp lý cho các bác rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá, bộ lục giác. Giá thì sẽ là 90.000 cho một cái bộ lục giác này, 90k. Hàng của thương hiệu Tajima này, Tajima Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Bộ lục giác 7 màu, giá sẽ là 90.000, bao gồm là 9 cây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 cây, kích thước của nó là từ 1.5 đến 10 nhá. Từ 1.5 đến 10. Giá thì đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ lục giác như này. Đấy, bộ lục giác 7 màu 90.000 các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop có cái bộ gọi là bộ hoa thị đây. Bộ hoa thị này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 70.000 cho một cái bộ hoa thị như này thôi. Đấy, 70.000 cho một bộ hoa thị như này nhá. Đấy, cái bộ hoa thị này thì nó sẽ là các cái đầu hoa thị như này, 2 4 5 cũng có 9 cây đầu hoa thị như này nhá. Thì các bác dùng cái gì thì mình lấy cái đấy thôi. Lục giác là riêng và hoa thị là riêng nhá, chứ không phải là lục giác hoa thị đâu. Đấy, nhiều bác này cứ nhầm lẫn như vậy. Bộ lục giác là nó là 6 cạnh, còn bộ hoa thị thì nó là dòng múi hoa thị. Đấy, các bác lưu ý giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái xay tiêu này. Còn một ít nữa thanh lý nốt cho bác, giá là 30.000 cho một cái xay tiêu như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái này ra cho em này. Các bác cho hạt tiêu, cho các cái loại hạt vào đây, sau đó thì mình xay như bình thường nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá rất là tốt luôn. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu này thôi. Các bác xay thì cái tiêu nó sẽ, khi xoay thì mình sẽ xoay như này, và cái phần tiêu nó sẽ rơi xuống nắp này là mình sử dụng thôi. Ăn đến đâu xay đấy, còn các bác cứ để hạt trong này bình thường. Đó, ăn đâu xay đấy rất là tiện. Lên cho em là xay tiêu nhá. Giá thanh lý cho bác cái giá đó là 30.000 cho một cái lọ xay tiêu như này. 30k các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dao thái lỗ nhá. Đây, con này thì dao thái lỗ này. Con này thì giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho con dao thái lỗ như này, hàng nội địa của Nhật đây. Rất tiện ích các bác này, made in Japan nhá. Đó, nội địa của Nhật. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này rất là bén luôn các bác này, rất là bén luôn các bác theo. Đó. Giá của nó sẽ là 125.000 nhá. Lên cho em là dao thái lỗ 125k nhá. Dao thái lỗ này, nó có cái lỗ 125k. Con này thì các bác chuyên dùng để thái rất là ngon luôn. Thái gọt này, có lỗ như này, có đánh nhám chống trơn trượt này. Hàng nội địa của Nhật, siêu bén cho các bác luôn. Đấy, và chiều dài của bản này thì nó vào khoảng là 5-6 cm. Thì các bác có thể dùng để mình thái rất là tiện. Rồi, ok. Hello, chào các bác nha. Nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bên em thì ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em bao ship, dưới 200 cộng cho em thêm 30.000 ship. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Chúc các bác một ngày thật là nhiều niềm vui hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Chuẩn bị cũng đến năm mới rồi, thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đó, thì sản phẩm đầu tiên đó là cuối năm rồi, các bác sắm sửa đồ cho gia đình nhà mình nhá. Đấy, thì mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Lô này em về thì nó sẽ là một cái dòng khăn lẫn màu như này nhá, lẫn màu này. Nó sẽ thường là màu các cái màu xanh, màu trắng rồi các cái màu như này, nhưng mà rất là đẹp các bác này. Đấy. Và nó sẽ có lẫn những các màu này. Lô này về thì nó sẽ rất là dày dẫn hơn, đẹp hơn nhá. Một mặt bông thô, một mặt bông mịn như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho một cái khăn tắm như này. Các bác không nghe nhầm đâu nhá, chính xác đấy nhá. 40.000 cho một khăn tắm Hàn Quốc này thôi. Chất liệu của nó thì 100% là sợi bông tự nhiên nhá. Đấy, khăn tắm hàng nhập khẩu của Hàn Quốc nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc này. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Đấy, tức là một chiều 70 và chiều 1m4. Giá là 40k nhá. 40.000 cho một khăn tắm to tổ bố này các bác này. Bình thường các bác mua một cái khăn rửa mặt thôi cũng đã phải mất đi 20-30.000 rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm to như này giá chỉ có 40k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa nhá. Cuối năm rồi, Tết nhất đến nơi để các bác mua để mình đi chơi Tết này. Đấy, cũng rất là tiện ích nhá. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng nước hoa của Gucci đây. Nước hoa của Gucci này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở tại Anh Quốc này.
đấy, made in UK này. Đấy, giá sẽ là 130.000 cho một lọ nước hoa như này nhá. 130.000 nhá. Đấy, nước hoa của Gucci này. Đấy. Tiếp theo là nước hoa của Chanel này, đấy Chanel. Đó, con này thì nó sẽ là hàng sản xuất của Pháp nhá. Hàng sản xuất ở Pháp đây. Made in Fancy này. Đấy thì bên shop có hai mẫu nước hoa Gucci và nước hoa Chanel, đều là 130.000 cho một lọ như này. Các bác muốn lấy lọ nào thì lấy thôi nhá. Muốn lấy lọ nào thì lấy, 130.000 một lọ thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel. Đó, đây nó sẽ là Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci này. Hàng nguyên tem nguyên đai nguyên kiện như này cho nên là em cũng không có bóc được đâu. Em chỉ quay bên ngoài này thôi các bác nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 130.000. Và con này cũng 130.000 luôn. Đấy, nước hoa Chanel. Con này thì nó sẽ là nước hoa Chanel nhá. Dung tích của nó sẽ đều là 100ml các bác nhá, 100ml hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng nước hoa, đó là nước hoa Dubai nhá. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết. Một hộp này của nó sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ luôn. Giá chỉ có 60.000 thôi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lọ nước hoa như này mà giá chỉ có 60.000. Tính ra là vào có hơn 10.000 cho một lọ nước hoa. Đấy, cực kỳ là thơm luôn. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết nhá. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau nhá. 5 lọ, 5 mùi hương khác nhau. Đó, dòng nước hoa chiết nó chỉ to bằng ngón tay cái này thôi các bác này. Đấy, rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu, 5 mùi nhá. Đấy, mùi Chanel Coco này, mùi Golden này. Nói chung là đủ mùi cho bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mùi hương như này. Giá sẽ là 60k nhé. 60k. Lên cho em là nước hoa Dubai. 60.000 cho một hộp nước hoa Dubai này. Đấy, made in Dubai nhé. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khò ga đại các bác nhé. Khò ga đại, cầm anh cái khò ga trắng này. Đấy, con này nó sẽ là khò ga đại này. Hàng của Nhật này, Kabushi Japan này. Đấy, và nó về thì nó sẽ có mấy màu như này thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi nhá. Đấy, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con khò ga đại như này nhá. 120.000 cho một con khò ga đại như này. Các bác lên cho em là khò ga đại 120.000. Dòng này của nó sẽ là dòng đánh lửa tự động nhá. Các bác chỉ cần là nhấp này là nó sẽ đánh lửa này. Đấy. Lắp thì phù hợp với hầu hết các loại bình ga của Việt Nam mình. Đấy, cho nên là các bác cứ yên tâm lắp vào mình sử dụng này. Thui chân giò này hoặc làm thợ làm nghề đều ok nhá. 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái khò ga trắng này. Con khò ga trắng này thì giá chỉ có 50k thôi. Lên cho em là khò ga trắng nhá. Con này giá sẽ là 50k. Đấy. Các cái phần kết nối lửa của nó đều bằng đồng hết này, đều bằng đồng hết các bác nhá. Đấy, đều bằng đồng. Đấy, con nào to hơn thì nó sẽ bền hơn và chắc chắn hơn. Đấy, con này thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, dùng cũng rất là ok, và con này thì sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sạc bình ắc quy nhá. Con này thì nó sẽ là sạc được bình 12V, sạc bình 12V. Và con này thì nó rất là nhiều chức năng luôn. Khử sun phát, rồi chống đảo chiều, rồi nói chung là làm cho trẻ hóa bình. Đấy, bình ví dụ các bác dùng, bình dùng lâu nó bị già thì nó sẽ khử sun phát giúp cho các bình của bác dùng được lâu hơn. Đó, con này thì giá sẽ là 190.000 nhá. 190.000. Con này chỉ sạc được bình 12V thôi. Chỉ sạc được bình 12V thôi các bác nhá. 12V, 4A. Đấy, 100A này các bác này. Đấy, 4A đến 100A nhá. Con này chuyên sạc bình 12V các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá đó là 190.000 cho con sạc bình 12V như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái khoan mini nhá. Khoan mini. Con này thì nó rất là tiện, các bác dùng để mình khoan rồi nói chung là bắt vít bắt viếc đều ok hết nhá. Thứ nhất là sẽ có một cho bác một tay khoan như này các bác này, một tay khoan như này các bác nhá. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có đảo chiều ra vào cho các bác này. Đấy. Và ưu điểm của con này thì nó còn có thể xoay thẳng được nhá. Đấy. Đây các bác này. Đấy, nó còn xoay thẳng được như này này. Đấy, các bác nhấp cái này cho em là xoay thẳng này. Đấy, rất là tiện luôn. Và nó sẽ kèm cho các bác rất là nhiều các cái đầu mũi vít nhá. Đấy. Con này 180.000 cho một bộ như này. Đấy, 180.000 cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Đấy, các bác lên cho em là khoan mini 180.000. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là nguyên cái này là có 30 đầu vít rồi. 30 cái đầu vít như này nhá. Đấy, to, nhỏ, lớn, bé, lục, giác, ba khe, tròn, các thứ đầy đủ đây. Nguyên cái này là 30 đầu vít này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là các cái đầu mũi khoan, rồi đầu lục giác, rồi đốc sạc, rồi kèm các cái đầu lắc các bác này. Cái tay lắc ngoằn nghèo như này. Đấy. Giá thì đang gửi tới quý cô bác anh chị cái giá thanh lý rất là hạt rẻ luôn. Chỉ có cho 180.000 cho một cái bộ khoan mini này thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini, giá sẽ là 180.000. Đó. Lên cho em là khoan mini này. Khoan mini, giá sẽ là 180k cho một cái bộ khoan mini như này nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái máy vít nhá. Đấy. Nó sẽ có hai mẫu, một là mẫu khoan mini, hai là mẫu máy vít này. Cái máy vít này thì nó sẽ là nhỏ gọn hơn các bác nhá. Nhỏ gọn hơn. Nó sẽ kèm cho các bác là hai đầu mũi vít đây, hai đầu mũi vít thế này các bác này.
kèm cho các bác là hai đầu mũi vít như này. Đấy. Con này, đấy, hai đầu mũi vít này các bác nhá. Đó. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc này, một cáp sạc hai đầu mũi vít, một dẹt một tròn. Con này thì nó chỉ có chức năng xoáy ra xoáy vào thôi. Đấy. Rất là tiện ích luôn. Minh minh. Hold vào đây. Đây các bác nhá. Các bác chỉ cần lắp vào này này, lắp vào này xong là mình xoáy ra xoáy vào rất là tiện này. Đưa cho anh cái con ấy kia, con ad. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là tiện luôn. Để em sẽ test cho các bác xem. Con này thì nó cũng rất là khỏe luôn nhá. Rất khỏe luôn các bác này. Đây, xoáy ra xoáy vào các bác này. Đây nhá. Đấy, đây. Mình xoáy ra cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đấy. Xoáy ra các bác này. Đấy, xoáy ra này, xoáy vào này. Rất là khỏe nhá. Đấy. Rất là khỏe luôn. Đấy. Xoáy ra xoáy vào rất là ok luôn nhá. Đó. Con này thì giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho một con máy vít thế này. Các bác lên xem là máy vít giá sẽ là 130k nhá. Đấy, 130k cho một em máy vít thế này, còn con kia nó sẽ là khoan mini, nó đa năng hơn. Con này thì lên xem là máy vít này. Máy vít giá sẽ là 130k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hạc, con hạc đồng này. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng đồng nhá, bằng đồng như này. Đấy. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái lư như này nhá, một cái lư đeo như này để các bác bỏ cái nhang trầm vào đây mình đốt này. Đấy, bỏ cái nhang vào đây. Bên em có bán kèm cả nhang luôn nhá. Đấy, bỏ nhang vào đây đốt sau đó thì mình treo lên. Này thì các bác dùng ở bàn làm việc hoặc là trên ban thờ rất là tiện này. Đấy, thì dùng nó sẽ thư thái rồi tĩnh tại rồi, nói chung là rất là ngon lành cho bác luôn. Giá sẽ là 70.000 cho một bộ nhang bộ hạc đồng như này nhá. Lên cho em là hạc đồng, giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho cái bộ hạc đồng như này. Đấy, bao gồm cho các bác là một con hạc và một cái lư như này, chất liệu bằng đồng nhá. Lên cho em là hạc đồng này. Đấy, trước đang bán là 60.000, đợt này về nó sẽ cao hơn một chút, sẽ là 70k nhá. 70k cho cái hạc đồng như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cái nhang hạc này luôn. Nhang hạc này thì sẽ là 60.000 nhá. 60k cho một cái hộp nhang như này, rất là nhiều luôn nhá. Rất nhiều nhang luôn. Các bác bỏ vào trong cái lư ấy, sau đó thì mình đốt là bình thường là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá, khăn bếp. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá. 10 chiếc các bác dùng để mình lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau bếp, rất là tiện luôn. Đó, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sợi bông tự nhiên. Đấy, nó vào khoảng là 20-25 gì đấy nhá, 25-25. Đặt này về mẫu to, giá sẽ là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa, lau thực phẩm, rồi lau dùng để lau mồm. Đấy, ăn cỗ, ăn bàn, lau mồm cũng được. Đấy, lên cho em là khăn bếp nhá. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k trên một bịch 10 cái luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn LED các bác này. Đấy, à, xin lỗi các bác, đó là cái... thước laser nhá. Đấy, thước laser như này. Đây nó sẽ là một con thước rất là tiện ích luôn. Đấy. Các bác dùng đa di năng được luôn. Đấy, bật lên này. Đây nó sẽ có cái cản pin, các bác tháo cái cản pin này ra cho em này. Sau đó thì bật công tắc lên này. Đấy, nó sẽ có cho các bác như này. Và các bác điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em nhá. Điều chỉnh tia thì gạt cái này cho em này, gạt cái này lên, gạt xuống này. Đấy sẽ là điều chỉnh tia này. Đấy, đây em sẽ dọi cho các bác xem nhá. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, nó sẽ có cho các bác các cái tia lấy góc vuông hoặc là tia đứng, tia nằm đều được hết nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác luôn. Đây, đây các bác này. Đấy, đây nhá. Tia này. Đấy, rất là sắc nét luôn, rất sắc nét luôn các bác này. Đấy, con này thì vừa lấy đứng, vừa lấy nằm, vừa lấy góc vuông được luôn nhá. Đó, thấy không? Nét chưa? Đó. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái bộ laser như này, à một cái bộ thước thủy này nhá, thước thủy này, đo đứng, đo nằm, đo nghiêng đều được hết nhá. Và có cho các bác là cái thước đo 15 cm này, và có cho anh em các bác một con thước rút luôn nhá. Một con thước rút 2,5 m luôn. Đấy, 2,5 m luôn. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Combo cho các bác đa di năng như này. Mà cái giá thì bên shop đang chào gửi tới các bác cái giá chỉ có 90.000 thôi. Lên cho em là thước laser nhá. Giá sẽ là 90k. Đấy, giá sẽ là 90k. 90k cho một con thước laser như này nhá. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọ xịt xoang nhá. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình viêm xoang, viêm mũi dị ứng này. Đấy, lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi. Bác nào bị đau mũi, viêm mũi, kích ứng mũi rồi dị ứng, các bác dùng cái này xem. Giá sẽ là 45.000 cho một cái lọ xịt xoang như này nhá. 45k. Đấy, bác nào bị đau mũi, viêm mũi, dị ứng rồi, các bác dùng con này xem. Đấy, hoặc là bị viêm mũi lâu năm, dùng con này khỏi hết các bác nhá. Đấy, dùng cho em liên tục từ 2 đến 3 lọ là khỏi luôn. Nó sẽ là thuộc dạng xịt xương như này. Các bác xịt thẳng vào khoang mũi mình cho em. Đó. Đau mũi, viêm mũi, dị ứng mũi này hoặc là bị dị ứng theo thời tiết, các bác dùng đều khỏi hết nhá. Bên em bán rất là nhiều rồi. Giá sẽ là 45k nhá. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi này. Xịt xoang mũi. Giá sẽ là 45k nhá. Cho một tip như này. Đó, 45k trong tip như này. Rất tiện để các bác sử dụng luôn.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn năng lượng ba cánh nhá. Con này thì bên em có video test rồi cho nên là em sẽ quay nhanh thôi. Đấy, đây nó sẽ là một tấm pin như này nhá, một tấm pin như này và một con đèn rất là tiện ích luôn. Đấy thì khi mà các bác sử dụng ấy thì ban đêm là mặc định là ban đêm nó sẽ tự sáng cho các bác luôn nhá. Ban đêm nó có cảm biến mà, cho nên là ban đêm nó sẽ tự sáng. Đấy. Còn nếu mà ban ngày ấy, khi mà các bác về sử dụng mà các bác test ấy, là các bác phải nếu mà các bác muốn test mà cắm cho em cái chân sạc này vào này, cắm cái sạc này vào ấy, là nó sẽ tắt, thì các bác phải che cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này đi nó sẽ lên này. Đấy các bác nhá. Đó. Thì cái tấm pin này nó sẽ là cảm biến cho cái đèn này luôn. Tức là ban đêm trời tối là nó sẽ tự nó sáng, còn ban ngày nó sẽ tự tắt nhá. Và ngoài ra nó sẽ có cảm biến là có người đi đến là nó sẽ sáng và người đi qua nó sẽ tắt. Đấy, và nó sẽ có 3 chức năng cho các bác luôn. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này. Đấy, và rất là sáng luôn nhá. Đấy, có thể xoay đảo hướng các kiểu luôn. 180.000 cho một cái con đèn năng lượng 3 cánh như này. Rất tiện để cho các bác sử dụng khi mà mình vừa là tiết kiệm năng lượng vừa là có ánh sáng mình sử dụng luôn. Đèn năng lượng 3 cánh nhá. Giá của nó sẽ là năng lượng 3 cánh này. 180.000 thôi, 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái lọc rác Thiên Nga nhá. Lọc rác Thiên Nga. Đây, nó sẽ là một cái con lọc rác như này. Các bác chỉ cần quặc vào cái chậu rửa nhà mình thôi, quặc vào cái vòi chậu rửa này, sau đó thì mình để rồi rác giếc các thứ là mình đồ ăn thừa mình đổ hết vào đây, sau đó thì mình chỉ cần vỗ vào cái thùng rác nhà mình là xong. 25.000 cho một con lọc rác Thiên Nga như này bằng nhựa. Rất tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ cập nhật cho các bác một số cái mẫu chổi lau nhà bên em. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu chính, thì em sẽ đi chi tiết từng mẫu một để gửi tới các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh được trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã chổi mới, đó là cái mẫu chổi tròn nhá, chổi lau tròn. Đấy, thì bây giờ là bên shop sẽ có tổng là 3 mẫu chổi lau tròn, chổi lau tam giác và chổi lau hình chữ nhật. Đấy, thì nó sẽ là 3 tên nhá, tròn, tam giác và chữ nhật. Đấy, cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu chổi tròn. Đây, thì về nhà thì các bác banh cho em cái này ra này, banh cho em cái này ra. Sau đó thì đây, mình để như này. Mình để này, sau đó thì mình lộn nó lên. Lộn nó lên là cái phần lau nó sẽ vào trong chổi như này. Đấy, cái này thì các bác tháo ra để mình giặt thủ công thôi. Đấy, tháo ra mình giặt thủ công. Và con này thì các bác dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tường. Đấy, lau tường. Đấy, hoặc là lau các cái phần như là khu vực ở phần bếp biếc. Đấy, tường bếp, tường gạch men ấy cũng rất là ok. Con này thì các bác cứ xoáy kết nối vào cho em là xong. Đấy, xoáy kết nối vào cho em là ok được các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có 90.000 cho một con chổi lau tròn này thôi. Con này thì nó sẽ là dòng chổi dài nhá, chổi dài. Các bác có thể là mình đút nó vào. Đấy, xoáy đút nó vào hoặc là các bác tăng lên tụt xuống được nhá. Đấy, đây nó sẽ có các cái nấc như này. Thì các bác xoáy cái nấc này ra cho em này. Xoáy cái nấc này ra này. Đấy. Sau đó thì mình thả cái này ra. Đấy, cái này thì nó dài tối đa là vào khoảng là đi tối đa của nó là được khoảng là đi 2 mét thôi nhá, khoảng 2 mét. Đấy. Tầm 2 mét gì đấy các bác. Đây. Để các bác có thể lau trên cao. Con này nó cũng dạng như là cái chổi phớt trần nhưng mà nó sẽ là bản to nhá. Thì cái này các bác có thể dùng để mình lau đa di năng được hết nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý. Cầm cho anh cả cái chổi phớt trần đây đây. Đấy, đây nhá. Đó, thì nó sẽ là một cái phần lông như này. Cái chổi phớt trần ấy, một cái phần lông như này các bác nhá. Đấy, thì rất là tiện. Về nhà các bác có thể mình lau trên trần này, lau trần nhà này hoặc là lau ở các cái khu vực như là gạch men này. Đấy, nói chung là rất là tiện luôn. Và con này thì khi mà về nhà các bác lắp ráp vào thì chiều dài của nó vào khoảng là 2 mét nhá, vào khoảng là 2 mét đây. Đấy, khoảng 2 mét như này. Thì các bác có thể dùng mình lau dọn vệ sinh rất là tiện. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đấy. Và tháo lắp thì đấy, từ nãy giờ em đã tháo lắp cho các bác rồi. Nó rất là đơn giản thôi. Các bác cứ thế là mình tháo lắp vào cho em là xong. Đấy. Bộ sản phẩm thì nó sẽ là 4 khúc như này nhá. 4 khúc như này. Về nhà các bác tháo lắp vào cho em. Nó vào khoảng là từ 2 mét đến hơn 2 mét một chút nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm 4 khúc như vậy. Lên cho em là các bác lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn. Giá của nó sẽ là bỏ tranh cái bút. Đây các bác này, khi các bác dùng thì nó sẽ như này, nó rất là tiện này. Mình có thể lau trần nhà này, lau nhà tắm, nhà vệ sinh này, khu vực bếp núc này, rất là tiện luôn nhá. Đấy. Các bác có thể tăng giảm. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Lau dọn bếp này, rồi các cái khu vực khác cũng rất là ok. Thì con này chức năng của nó thì nó có thể rút dài đến 2 mét cơ, thì nó sẽ tiện hơn.
so với cái con chổi tam giác mà em đang bán đó. Thì giá thì con này các bác lên cho em là chổi lên cho em là chổi tròn nhá, chổi tròn này đấy, chổi tròn giá của nó sẽ là 90k nhá, 90k cho một cái mã chổi tròn như này, giá của nó sẽ là 90.000 cho một bộ. Đây, một bộ thì bên em đóng gói nó sẽ như này là gửi đi cho các bác này, giá sẽ là 90.000 này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tam giác này. Đây, tam giác thì nó sẽ là một con chổi như này. Con này thì nó sẽ có 3 khúc và nó chỉ dài khoảng trên 1 mét thôi. Đấy, nó sẽ dài trên 1 mét thôi, thì con này cũng rất là vừa xinh nhá. Đấy, khoảng trên 1 mét để cho các bác sử dụng đây. Đấy, con này thì nó sẽ dài khoảng trên 1 mét này. Các bác cứ lắp cho em 3 cái đầu này vào. Đó, đây, lắp cho em 3 cái đầu này vào để các bác sử dụng thôi. Đây, xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây. Và cái này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Dòng này thì nó sẽ là một cái dòng chổi tự vắt, đấy, nó sẽ tự vắt được. Còn con kia thì các bác phải tháo ra để mình giặt. Đấy, con này thì các bác chỉ cần kéo này thôi. Kéo này là nó sẽ tự vắt này. Đấy, kéo này sẽ tự vắt. Và có thể xoay 360 độ thì các bác cũng dùng như là giống như cái con chổi kia. Nhưng mà con này thì các bác lau đa di năng được hơn. Lau nhà, lau tường, lau tủ đều được hết nhá. Đấy, con này thì các bác lên xem là chổi tam giác nhá. Đây, đấy, nó dài khoảng 1m3 thôi, chứ nó không dài như cái con chổi tròn đâu. Thì lên xem là chổi tam giác, con này thì dài khoảng 1m3. Và nó sẽ giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho một con chổi tam giác như này. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, nó sẽ là một con chổi đa di năng như này, nó sẽ vắt tự động luôn. Đấy, các bác có thể lau cũng rất là đa di năng luôn nhá. Nhưng mà con này thì cái chiều dài của nó chỉ khoảng 1m2 m3 thôi. Đấy, còn cái con chổi tròn mà vừa nãy em cho các bác xem thì nó sẽ dài khoảng 2m trên 2m một chút các bác nhá. Đó, con này thì khoảng 1m2 m3 thôi. Con này thì các bác có thể lau kính, lau kiếc, nói chung là cũng đa di năng hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi hình chữ nhật nhá. Chổi hình chữ nhật thì nó sẽ là cũng là một con chổi như này. Đấy. Dạng của nó thì nó sẽ là dạng hình chữ nhật thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Chổi hình chữ nhật nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây nó sẽ là một con chổi như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ là cũng có 3 khúc nhé, 3 khúc và cái thanh lau này của nó là hình chữ nhật nhé, thanh lau là hình chữ nhật. Và về nhà các bác cũng xoáy vào đây cho em, sau đó thì mình rút ra mình lau như bình thường. Đấy, có miếng dán như này nhá. Đấy, có cho các bác một miếng dán luôn. Đấy, và khi các bác vắt thì mình kéo này cho em này. Đấy, đầu tiên thì các bác lắp cái ống này vào này, lắp ống này vào đây này. Đấy, lắp cho em cái ống này vào đây. Đấy, lắp ống này vào đây, sau đó thì mình đẩy ra này, đẩy ra sau đó thì các bác đẩy ra và mình đẩy ra mình lắp cho em cái ấy vào. Đấy, lắp cho em cái đầu vắt vào nhá, lắp cho em cái đầu chổi vào, lắp cái đầu chổi vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác là cái đầu nó có cho các bác là cái phần đầu như này, các bác lắp nó vào này. Đấy, lắp cái đầu dây vào đây. Đấy, lắp cái đầu dây vào đây nhá, lắp cái đầu dây vào đây, sau đó thì các bác dán vào là xong. Thì khi mà các bác sử dụng thì mình chỉ cần là kéo qua như này thôi, kéo qua như này sẽ tự vắt cho các bác này. Kéo này nó sẽ tự vắt vừa giặt luôn, rất là tiện nhá. Đó, vừa vắt vừa giặt rất là tiện luôn đó. Và con này thì các bác cũng kết nối vào thì nó dài khoảng 1m2, 1m3 gì đấy nhá. Đấy, cũng rất là tiện ích. Và có thể xoay ngang, xoay dọc để các bác sử dụng. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con chổi hình chữ nhật như này. Giá của nó là 80.000 nhá. 80.000 cho cái chổi hình chữ nhật như này. Đấy, lên xem là chổi chữ nhật giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì em về cho các bác cái dòng chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần. Con này thì sẽ là 55.000. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng đầu sợi lông như này. Đấy, đầu sợi lông như này, và con này thì nó sẽ kéo dài được khoảng 2m4 đến 2m8 nhé, 2m4 đến 2m8. Đấy, và các bác xoáy vào đây cho em này. Cái này nó có thể gấp được như này. Đấy, và kéo rất là dài luôn, khoảng từ 2m4 đến 2m8 này. Đấy, các bác dùng để mình phớt màng nhện các thứ nhá. Cái này thì chỉ dùng để phớt màng nhện thôi, chứ không lau được. Còn cái chổi tròn kia thì nó có thể lau tường và lau trần các thứ đều được hết nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 55.000. Con này thì các bác lên cho em là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần giá sẽ là 55k một bộ này nhá, 55k cho một bộ như này. Thì dùng cũng rất là tiện, các bác dùng để mình phớt màng nhện cái thứ rất là ok. Lên cho em là chổi lông phớt trần. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhá. Chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần giá của nó sẽ là 55k nhá, 55k. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Bỏ cái này vào đi mình. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác là sản phẩm, đó là cái sản phẩm tất. Cái này cứ để đây để quay nhá. Tất thì nó sẽ là dòng tất 10 đôi nhá, có màu đen và màu trắng này. Có màu đen và màu trắng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Em về thì có hai màu đen màu trắng, giá thì 90.000 một vỉ nhá.
hàng của thương hiệu Nike của Nhật. Hàng này thì hàng siêu chất lượng cho các bác rồi. Đây. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, một vỉ này là 10 đôi và giá thì chỉ có 90.000 thôi, hàng thương hiệu Nike đây. Đấy, tất này thì các bác dùng rất là ngon và tiện ích luôn. Giá thì rất là hợp lý các bác nhá, giá rất hợp lý. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này thôi. Các bác lên cho em là tất 10 nhá. Đấy, tất 10. Giá của nó sẽ là 90.000. Đây bỏ nốt cái này vào đi. Tất 10 giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là tất 10 này. Tất 10 giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn có nhá. Lên mã giúp cho em đó là cái con đèn cúc áo này. Có một đèn và một cáp sạc như này. Đấy, và có các chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này, đấy, nhấp nháy này. Rất sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn các bạn. Nhìn vào là đau mắt đấy các bạn, tại vì nó rất là sáng. Đấy, nhìn trực tiếp là rất là đau mắt luôn. Đó. Có nam châm hít nhá, có móc khóa này, có nam châm hít và có kệ đỡ như này, có nam châm hít này. Đấy. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn móc khóa nhá, đèn móc khóa. Giá sẽ là 40k cho một con đèn móc khóa như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nắp cống bằng đồng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con nắp cống bằng đồng như này. Thì các bác đặt vào cái phần cái cống thoát nước nhà mình để nó cơ chế của nó là luôn đóng như này. Nước nó xả thì nó mới mở, còn không nó lại đóng thì nó sẽ giúp cho các bác là ngăn mùi. Lên như là nắp cống đồng ngăn mùi, giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải nước nhá. Đấy, bàn chải bằng nước. Đấy. Các bác lên cho em là bàn. Các bác lên cho em là tăm nước nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con máy như này, các bác cho nước vào đây chị em. Về nhà thì cho nước vào đây này. Đấy, cho nước vào đây thì các bác khi mình dùng thì là nước nó sẽ xịt lên. Đó thì nó sẽ giúp cho các bác là vệ sinh răng lợi này. Đấy, nó sẽ có các cái đầu tăm như này. Đấy thì tóm lại là mình đang sử dụng là tăm thường, là tăm tre. Đấy, bây giờ các bác sử dụng sang cái tăm nước này cho em. Nó vừa tốt, vừa an toàn, vừa tránh viêm nếu viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Đây, đấy. Nó sẽ là cái tia nước nó xịt vào và nó giúp cho các bác vệ sinh răng lợi luôn. Giá sẽ là 180.000 nha. Tăm nước 180k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vít đen nhá. Vít đen thì nó sẽ là một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 mũi vít với 12 đầu khác nhau. Đấy, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả nhá. Đấy. Và các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, lắp vào cho em là xong này. Đấy, lắp vào cho em. Con này thì có xoáy nhanh, có trợ lực luôn, cho nên các bác dùng nó rất là tiện nhá. Có xoáy nhanh, có trợ lực, rất là tiện luôn. Đấy, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ vít đen như này. Được sẽ có cho các bác là 12 đầu vít một tay công như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. 12 đầu vít một tay công. Nó sẽ là một cái dòng tô vít trợ lực rất là tốt luôn, thép CRV nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen nhá. Vít đen giá sẽ là 60k, 60k cho một cái bộ vít đen như này. Ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đấy các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Cái này 150 à. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bơm cây nhá. Lưu ý các bác thì con này nó sẽ là một cái hàng khá là cồng kềnh luôn. Cho nên em cũng nói thẳng các bác luôn là mình là người lớn nhá. Khi đặt hàng thì mình lưu ý giúp cho em là cảm thấy là phù hợp với nhu cầu, công năng và mục đích sử dụng thì các bác hãng đặt, tại vì cái hàng này nó cồng kềnh, tiền ship em gửi đi mất khoảng 50.000 rồi. Thế mà các bác đến nơi các bác không nhận hàng thì nó rất là tội cho em. Đó thì con này đây nó sẽ có cho các bác là đầu để các bác dùng để mình bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá, xe đạp xe máy đều ok hết. Đấy, chân đây và có đồng hồ báo này. Giá sẽ là 150.000. Thì con này nó sẽ là bơm dài cho nên là bên shop gọi nó sẽ là bơm cây nhá, bơm cây. Đấy, nó cồng kềnh, rất là cồng kềnh. Đóng gói đi, đóng gói về nó rất là phức tạp và rất là bị hỏng và tốn nhiều tiền nhá. Đấy, chuyển đi chuyển về em đóng gói nó cồng kềnh lắm các bác. Các bác thương em một tí thì các bác cảm thấy có nhu cầu thực sự thì mình hãng đặt, còn nếu mà đặt chơi đặt cho vui thì không nên đặt nhá, để tránh cái việc là bom hàng không nhận nhá. Đấy, giá thì chỉ có 150.000 thôi, hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Kiroto này, bơm của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, cân nặng của nó thì con này sẽ bơm được khoảng là 7 cân nhá, bơm khoảng 7 cân. Các bác dùng để bơm xe đạp xe máy đều ok hết nhá. Hàng đây, đấy, cái xi lanh của nó đây. Đấy, nó sẽ có con xi lanh tích hơi như này thì các bác bơm nó rất là khỏe và đẩy hơi. Đấy, lên trên là bơm cây nhá, giá sẽ là 150k nhá. Lưu ý các bác là cảm thấy có nhu cầu thực sự thì hãng đặt nhá, để tránh cái việc là hàng gửi đến các bác không nhận thì tội em ra. Đó, lên trên là bơm cây, giá sẽ là 150.000.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái bơm 1 ti nhá. Đấy các bác lên xem là bơm 1 ti. Con này thì giá chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Đây các cái đầu kết nối của nó này các bác này. Đấy. Dây của nó thì thuộc là dây cao su bọc vải, chống chống chuột cắn rồi chống đứt chống gãy nhá. Đấy. Đây, rất là khỏe luôn. Hàng thì hàng nội địa của Nhật, của thương hiệu Daishin này. Đấy, đây. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Con này thì dung tích bơm của nó thì được 7 cân, cũng có đồng hồ báo đàng hoàng nhá. Đấy. Thân bơm của nó thì nó sẽ là bằng inox như này, và còn xương của nó thì nó sẽ là dòng xương khung thép và sơn tĩnh điện nhá. Con này thì rất là nhỏ gọn, chiều dài của nó thì vào khoảng là 30 cm. Chiều ngang của nó thì khoảng 10 cm. Các bác có thể dùng để mình mang đi ngoài đường rất là ok này. Đấy, nó chỉ nhỏ gọn bằng cái cánh tay của em này thôi. Đó. Thì bơm xe máy là ok rồi, bơm xe máy là ok. Thì các bác có thể mang đi để mình sử dụng khi mà mình di chuyển ở ngoài đường này, hoặc các bác làm những cái công việc mà phải di chuyển ngoài đường. Đấy, đề phòng xe bị hỏng này, hoặc các bác làm thợ làm nghề cũng sử dụng con này rất là ok nhá. Giá thì nó sẽ là, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên cho em là bơm 1 ti nhá. Bơm 1 ti nhá, bơm 1 ti. Giá sẽ là 100.000 cho con bơm 1 ti như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là con bơm 2 ti nhá. Đấy. Có dòng 1 ti, có dòng 2 ti cho các bác, thì các bác muốn sử dụng cái nào cũng được. Đó, 2 ti này thì con này các bác có thể bơm thêm được cả ô tô luôn, bơm cả ô tô nhé. Xe 4 chỗ với này, những cái dòng xe nhỏ là các bác bơm thoải mái này. Xe 4 chỗ, xe nhỏ bơm thoải mái chứ em. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng khung thép sơn tĩnh điện, và bên trên của nó thì nó sẽ là xương bằng inox như này nhá. Đấy, thân bơm bằng inox như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, của thương hiệu Santalay. Con này thì bơm cực kỳ là khỏe và đẩy hơi luôn. Đấy, các cái đầu kết nối của nó này, bơm phao, bơm bóng đều được hết nhá. Đấy. Và con này là bơm ô tô là rất ok luôn. Các bác nghe tiếng hơi của nó ra rất là đẩy luôn nhá. Đó. Và gấp cũng rất là gọn. Chiều dài thì khoảng 30 cm và cái chiều rộng của nó thì vào khoảng là 13 cm nhá, 13 cm. Đó, và khung xương sơn tĩnh điện như này, rất đẹp luôn. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác dùng thì mình bơm phao, bơm bóng rồi bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết nhá. Bơm ô tô, bơm xe máy đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 250.000. 250k cho một con bơm 2 ti như này. Và bên shop sẽ bao ship lên tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Bơm 2 ti nhá, bơm 2 ti 250k một chiếc, hàng của thương hiệu Santalay. Đấy, Santalay nội địa của Nhật, rất chất lượng cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chai xịt sơn xịt chống thấm nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm như này. Đấy, thì con này rất là tiện các bác này. Đấy. Thì ví dụ như là các cái phần nào mà nó bị bong hoặc là bị nứt thì các bác xịt vào cho em. Đây ví dụ như đây, cái này nó sẽ bị nứt như này nhá. Đấy, bị nứt như này. Đấy, phần tường, hàng rào rồi các cái khu vực nào mà trần nhà, trần nhiếc, tường bị nứt rột thì các bác xịt vào cho em. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá. Lắc đều lên cho em để cho nó đẩy ga lên nhá. Đấy, và mình xịt thì bác này. Đấy. Lưu ý là lắc thật đều lên cho em. Đấy, và mình xịt vào như này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái phân tử cao su non này, các phân tử cao su non, và nó sẽ bịt kín các cái lỗ này luôn. Đó, bịt kín các cái lỗ này nhá. Bịt kín các phần khe nứt này thì dùng nó rất là tốt luôn. Đấy, thì chống nứt, chống thấm rột rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Lên cho em là bình xịt chống thấm này, bình xịt chống thấm 50.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người. Khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tiêu cực tím bất chấp nóng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rất tiện luôn nha, giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bình tông nhá, hàng của Nga này, CCCP, hàng của Nga cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây nó sẽ là một con bình tông này, hàng thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Dung tích của nó là 2 lít, nắp của nó là nắp chống mất nhá. Đấy, tại vì là nó liền đai như này rồi, liền đai này các bác không sợ mất, và nó có gioăng luôn, có gioăng nhá, chống mất rồi chống trào nước nhá. Đấy, các bác có thể để ngược để xuôi đều được hết. Gioăng của nó rất là chặt luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 thôi. Dung tích của nó là 2 lít. Ưu điểm của con này nó sẽ có cho các bác là một cái túi da rất là đẹp như này nhá, một cái túi da rất là đẹp như này. Đấy, các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này, mang nước đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, làm nước uống, bình đựng nước uống, hoặc là anh em đựng rượu đi nhậu rất là ok. Mình đeo vào quai này rất là đẹp và lịch sự này.
Giá thì rất là thanh lý cho các bác luôn, chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bình tông Nga nhá, bình tông Nga. Đấy, bình tông Nga này. Bình tông của Nga, giá của nó sẽ là 130k cho một bình. Dung tích là 2 lít cả vỏ nhá, 2 lít cả vỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái miếng dán thải độc chân nhá. Đấy, một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng. Các bác dùng để mình thải độc chân rồi các cái gan bàn chân ấy, mình dán vào cho em buổi tối đi ngủ nhá. Thì các bác lấy một cái miếng dán này kèm thêm cái gói thuốc này bóc ra, sau đó thì mình dán vào gan bàn chân nó rất là tốt luôn. Giá thì chỉ có bằng một bát phở Hà Nội thôi, 40.000 bát phở Hà Nội. Đấy, thì bên em cũng bán giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên cho em là dán thải độc chân nhá, giá sẽ là 40k. Dán thải độc chân này, dán thải độc chân giá sẽ là 40k. Đấy, hàng nội địa của Nhật nhá, các bác có thể dùng rất là tiện ích luôn để mình dùng cho các cái phần chân mình bị đau nhức mỏi này. Đó. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái miếng dán thải độc chân như này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một hộp như này các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái bộ dao cán gỗ nhá. Đấy, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt như này. Hàng thì cực kỳ là nặng đầm tay cho bác luôn. Đó, hàng loại dày nhá, made in Japan các bác này. Con này các bác dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá đều ok hết nhá. Đấy, rất là dày. Dày của nó vào khoảng là 5-6 ly nhá, 5-6 ly rất là dày luôn. Đấy, con này thì dùng để chặt xương trâu, xương bò, chặt gà, chặt cá rất là ok. Đó, thì đây nó sẽ là một con dao cán gỗ nhá, cán gỗ. Chiều dài của nó vào khoảng là 30 cm. Thì các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá, dao chặt gỗ. Con này thì giá của nó sẽ là, lên cho em là dao chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhá. Giá chỉ có 180.000 cho một con dao như này thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 180.000 nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan các bác này, Seki Japan. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao con này thì quá lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Con này giá chỉ có 40.000 thôi. 40.000 cho con dao gọt gỗ như này các bác này. Đấy. Hàng của thương hiệu Asaka Japan. Con này thì các bác chuyên dùng để mình gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn nhá. Gọt hoa quả các thứ rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Mấy con dao gọt như này. Hàng thì siêu sắc bén cho các bác luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem. Giá thì chỉ có 40k thôi. 40.000 cho con dao như này các bác này. Đấy. Rất bén luôn các bác theo. Đây. Rất là bén luôn nhá. Rất là bén luôn các bác theo. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn. Con này thì các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Giá sẽ là 40.000 một chiếc này. 40.000 một chiếc cho con dao gọt gỗ như này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, Japan này các bác này. 40.000. Còn con thái gỗ này. Con này các bác lên cho em là dao thái gỗ nhá. Rất là bén luôn. Đó. Con này thì dùng để thái lọc phi lê đều được hết nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng siêu bén rồi. Hàng siêu bén khỏi phải bàn rồi. Japan này, chữ khắc chìm luôn nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên cho em là dao gọt gỗ này. Đấy, lên cho em là dao gọt gỗ, con này thì sẽ là 80k cho một con dao gọt gỗ như này. 80.000 nhá. Thì con này dùng nó rất là tiện. Các bác dùng để mình gọt thái lọc phi lê đều được hết nhá. Gọt gỗ 80k nhá. Đấy, lên cho em là lên cho em là thái gỗ nhá. Thái gỗ giá sẽ là 80k. 80k cho con dao thái gỗ như này. Còn con này thì lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ giá sẽ là 40.000. Gọt gỗ giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Con nhỏ này là 40.000, con to này là 80.000 này. Và con này là 180 này, con này 180 này. Thì nếu các bác mua combo 3 con như này sẽ là 260.000 nhá. Đấy, 3 con như này 260.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, combo cho bác 3 con 260.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia dây điện vàng nhá. Đấy, thì chiều dài của nó sẽ là từ 20 đến 30 mét nhá. Chiều dài từ 20 đến 30 mét. Đấy, nó về theo lô, có lô thì 20, có lô thì 25, có lô thì 30. Và giá sẽ là 180.000, có đèn báo nhá. Đây, có đèn báo cho các bác này, có đèn báo cho các bác luôn, rất là tiện luôn. Và có 3 5 chân cắm như này nhá. 1 2 3 4 chân cắm nhá, 4 chân cắm. Dây dài khoảng là 20 đến 30 mét và hàng của nó sẽ là hàng 1.5 nhá, dây 1.5. Thì các bác lên xem là dây điện vàng, giá chỉ có 190.000 thôi. 190.000 cho một cái cuộn dây điện vàng như này, 190k. Đấy, dây dài từ 20 đến 30 mét nhá, 20 đến 30 mét. Đó, giá sẽ là 190.000. Đó.
Sản phẩm tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm trà đồng này. Các bác lên cho em là bộ ấm trà đồng đây. Thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ấm trà như này, một ấm trà bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Đấy, bằng đồng như này trong lòng bàn tay nhá. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. 6 cái chén như này rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó sẽ là mã đáo thành công nhá. 6 chén như này và kèm thêm cho các bác là một cái đĩa nhá. Một cái đĩa này. Đấy, một cái đĩa rất là đẹp luôn. Hoa văn của nó là mã đáo thành công như này. Đấy, rất là đẹp. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một cái bộ ấm trà đồng này rất là đẹp như này. Giá của nó sẽ là 400.000 cho một cái bộ ấm trà đồng như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là ấm trà đồng, giá sẽ là 400.000. Đấy, con này thì rất là tiện ích luôn nhá. 400.000 cho cái bộ ấm trà đồng như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái con cóc gà tàn nhỏ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con cóc gà tàn nhỏ này. Đấy. Và có con cóc gà tàn to. Đấy, con này thì nó sẽ là cóc gà tàn nhỏ. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000 cho con cóc gà tàn nhỏ như này. Còn con cóc to này thì giá của nó sẽ là 230.000. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Cái này. Đấy, các bác đánh rơi cũng không sợ bị vỡ, nó bằng hợp kim nên không lo gì bị dỡ chứ không phải là bằng xi nhựa đâu các nhá, bằng hợp kim. Đấy, con cóc to này là 230.000 và bao ship này. Còn cóc nhỏ này thì sẽ là 190.000 nhá. Cóc nhỏ này là 190.000. Thì các bác lên cho em là cóc gà tàn, nó sẽ có một con cóc to, một con cóc nhỏ, các bác lấy con nào thì lấy. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Vốn Phạm nhá. Các mặt hàng bên shop về, bên em thì ship hàng toàn quốc. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 thì các bác hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 ship các bác nhá. Bên em ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Rồi em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bình, các bác lên cho em là bình 20 nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn có 80.000 thôi. 80.000 cho một con bình 2 lít thế này. Hàng bằng inox 304 các bác này. Đấy, các bác thấy không? Rất là dày dặn chắc chắn và cái giá thì giá thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Đấy, chỉ có 80.000 trong con bình như này. Nắp của nó thì nó sẽ là nắp gioăng cao su này, rất là chắc luôn nhá. Bên trong bên ngoài của nó đều là inox 304 hết nha. Các bác dùng để đựng nước lọc, nước uống này. À, hãm chè, hãm chứa cũng rất là ok. Con này thì nó không có tính năng giữ nhiệt cao đâu. Nó là một cái dòng bình bình thường thôi để các bác đựng nước thôi. Chứ con này không có chức năng giữ nhiệt nhá. Đấy, tại vì cái giá của nó thì nó chỉ là một con bình đựng nước bình thường thôi. Lên cho em là bình 20 nhá. Bình 20 giá sẽ là 80.000 cho một con bình 20 như này nhá. 80.000. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ các bác nhá. Đó. Dung tích là 2 lít cả vỏ. Giá chỉ có 80.000 cho con bình 20 này thôi. Dung tích của nó là 2 lít cả vỏ nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thảm lau chân nhá. Các bác lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó sẽ là một chiều 40 và một chiều là 60. Dòng này của nó thì nó sẽ là dòng thảm của Nhật nhá. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, rồi phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn đều được hết. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nỉ như này các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng nỉ như này. Đấy, chất liệu của nó là bằng nỉ này, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ, nỉ của nó là nỉ mịn nhá, thấm hút nước cực kỳ tốt luôn, không bị đọng bụi vào trong nhá. Đấy, và mặt dưới của nó bằng cao su non, chống trơn trượt rất là tốt luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Một cái thảm 46 như này, kích thước của nó sẽ là 40x60. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là một con thảm như này, giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho chiếc thảm thảm lau chân như này. Các bác có thể dùng để mình để trước cửa nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ, phòng khách đều ok hết nhá. Lên mã giúp em đó là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá. Lên cho em là thảm 46 này. Thảm 46 giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một cái thảm 46 như này. Kích thước của nó sẽ là 40x60cm nhá. 40x60cm. Đấy, rất là ok luôn, giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái vật đứng nhá. Con này thì giá bao nhiêu nhỉ? 130.000 cho cái vật đứng như này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Ở đây thì sẽ kèm với các bác là một cáp sạc và một cái chân như này nhá. Một cáp sạc, một cái chân như này. Đấy. Tính năng chính của nó thì thứ nhất là dùng để vật muỗi này. Bắt muỗi tự động thì các bác bật cái đèn này lên cho em để bắt muỗi tự động này. Lưu ý các bác là khi mà mình sử dụng cái tính năng bắt muỗi tự động thì mình phải cắm sạc vào cho em nhé. Ở đây thì nó chỉ có dây thôi, về nhà các bác cắm vào củ sạc nhà mình này, con này. Đấy. Điện của nó thì nó đánh rất là mạnh luôn, có thấy không? Đây, đánh rất là mạnh luôn nhá. Điện đánh rất là mạnh luôn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn nhá. Có chức năng là bắt muỗi tự động và có chức năng bắt muỗi thông thường này. Bắt muỗi thông thường này các bác chỉ cần vật này cho em xong này. Đánh rất là mạnh luôn, kêu tanh tách luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 con ốc như này. 4 con ốc vít ở cái đai này rất là chắc này. Các bác cầm vật đi vật lại rất là khỏe luôn. Cầm cực kỳ là khỏe và đàm tay luôn. Bên trong thì sử dụng cái quả pin 18650 nhá, cho nên là nó rất là mạnh điện các bác này. Đấy, mạnh điện lắm các bác thấy không? Đấy, oánh này. Thấy không? Oánh rất sợ luôn. Đó. Các bác tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Khi bắt muỗi tự động thì các bác để vào cái đế này cho em này.
để vào cái đế này, sau đó thì mình bật cái chức năng là bắt muỗi tự động lên. Đó là nó sẽ thu hút con muỗi, nó sẽ bay vào cái đèn hồng ngoại này nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy. Hàng này sẽ là hàng 3 chức năng luôn. Bắt muỗi tự động này, vật muỗi này, rồi làm đèn ngủ được luôn nhá. Các bác có thể vừa làm đèn ngủ này, vừa bắt muỗi tự động, vừa làm vật muỗi luôn. Lên cho em là vật đứng nhá, vật muỗi đứng này, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng giá sẽ là 130.000 nhá. 130k. Bình thường các bác mua cái vật của Việt Nam mình thôi nó cũng đã phải tầm khoảng 100 đến 120 rồi. Ở đây có 130.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây sạc nhanh iPhone nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Thì ở đây nó sẽ là một dây và một củ như này, một dây và một củ như này. Chuyên dùng cho điện thoại iPhone này. Đấy, chuyên dùng với điện thoại iPhone Apple đây. Đó, quả táo đấy các bác nhá. Đó, củ của nó cực kỳ là đầm và chắc luôn. Công suất của nó thì nó sẽ là dòng của iPhone 14 Pro Max, công suất của nó sẽ là 20W nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60.000. Đó, dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone này. Sạc nhanh iPhone, giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác là cái củ sạc nhanh nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh. Đấy, đây nó sẽ là một con củ như này. Đấy, để các bác dùng để mình cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là một cái củ sạc như này, còn về nhà thì các bác tự dùng sử dụng dây nhà mình thôi. Và nó sẽ có cái dây để mình kết nối với ổ điện cắm này. Ở đây thì nó sẽ có là hai chân sạc nhanh của USB và hai chân tai C như này. Đó. Thì cái này thì các bác lên thì em là củ sạc các bác lên thì em là củ sạc đa năng nhá, củ sạc đa năng. Đấy, củ sạc đa năng. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một cái củ sạc như này. Về nhà các bác cắm và kết nối vào các cái đầu nguồn dây của các bác là ok. Đấy, dòng của nó sẽ là 10 iPhone 13 Pro Max này. Đó. Lên cho em là củ sạc đa năng nhá. Củ sạc đa năng. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80.000 cho một cái củ sạc đa năng như này. Con này thì rất là tiện ích luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo chiên ngập dầu nhá. Đường kính của nó là 20cm. Con này thì các bác dùng để mình chiên rán đồ ăn rồi rán nem rán nước rất là ok. Thứ nhất là nó có tráng đa chống dính này, tráng đa chống dính rất là tốt luôn. Thứ hai là nó có cho các bác một cái khay như này để các bác rán nem rán nước thì các bác đặt lên đây. Nem rồi cá các thứ đặt lên đây, đường kính của nó là 20cm. Đấy, con này thì các bác rán thì nó rất là tiện tại vì là mình chiên ngập dầu thì rất là ok nhá. Để mình chiên tôm, chiên cá này, hàng nội địa của Nhật này. Đấy, đường kính của nó là 20cm. Và giá thì bên shop đang gửi các bác cái giá nó chỉ 100.000 thôi. Giá chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu. Đấy, chảo chiên ngập dầu này. Chảo chiên ngập dầu. Đường kính là 20cm. Đấy, chảo chiên ngập dầu đường kính là 20cm nhá. Giá của nó sẽ là 100k. 100k cho cái chảo chiên ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện để cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món này. Nạo 3 món. Thì đây nó sẽ là một cái nạo như này, bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Và giá thì chỉ có 25.000 cho 3 cái chiếc nạo như này thôi. 3 món như này mà giá chỉ có 25.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con nạo như này. Con này thì có quai đeo này. Và có một phần nạo vỏ, một phần nạo sợi này. Đấy, và cái này thì nó sẽ là một cái nạo ngang tay như này. Và có cái phần này để các bác khuấy cái phần bị sâu này. Và một cái con dao nhọn như này. Con này thì các bác dùng để làm lòng gà, lòng cá này. Rồi là nhổ lông gà lông vịt rất là ok. Combo cho các bác 3 món như này. Lên cho em là nạo 3 món. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Nạo 3 món này. Nạo 3 món. Giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cái bộ nạo 3 món như này nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nồi cơm điện, hàng của thương hiệu Chigo nhá. Đấy. Hàng của thương hiệu Chigo này. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Các bác lên cho em là nồi Chigo. Hàng này các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini. Con này thì nó chỉ sử dụng cho hai người ăn được thôi. Hai người ăn được thôi các bác nhá. Đấy. Thì ông bà già hoặc là nhà các bác ít người thì dùng cái nồi này cho em. Nó sẽ là nồi mini, nó rất là nhỏ thôi các bác nhá. Rất là nhỏ thôi. Đấy, con này thì nó rất là nhỏ xinh như này. Thì khi các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích. Đấy, nấu cơm rất là ngon luôn. Giá thì sẽ là 270.000. 270.000 cho một cái nồi cơm như này các bác này. Đấy. Nhỏ nhắn xinh xắn như này nhá. Cái nồi này thì cái dung tích của nó thì các bác nấu hai người ăn là ok nhá. Nấu hai người ăn là ok. Đó, đây là cái nồi của nó này. Đấy, nấu hai người ăn là ok nhá. Đấy. Hai người ăn là ok rồi các bác này. Đấy. Hai người ăn là ok. Đó, giá thì cái shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đấy, có đông gạo, có qua kiếp các thứ đầy đủ như này nhá.
Đấy, con này thì chỉ sử dụng cho hai người ăn được thôi. Các bác lên cho em là nồi cơm mini nhá, nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, con này thì các bác chỉ sử dụng cho hai người ăn thôi nhá, chứ còn không quá hai người đâu con nhá. Đó, nồi cơm mini giá sẽ là 270.000 nhá. Đấy, nồi cơm mini này, lên cho em là nồi cơm mini giá sẽ là 270.000, nồi cơm mini nhá. Đấy, mini giá sẽ là 270k. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi các bác nhá, rất nhỏ gọn, hai người ăn là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái ổ điện sạc nhanh nhá. Đây nó sẽ làm cái ổ điện sạc nhanh như này này. Con này thì giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? 150.000 nhá. Thứ nhất là có công tắc đóng ngắt này, có 4 chân USB này, 3 ổ cắm khó này, rồi có một cái chân sạc nhanh cho điện thoại. Các bác chỉ cần đặt điện thoại vào đây cho em là xong. Đó. Dây thì dài khoảng 1,5 đến 2 mét, có cầu dao này, có công tắc đóng ngắt đầy đủ cho bác luôn. Đấy, ưu điểm của nó là có 4 chân USB luôn, một chân sạc nhanh. Ví dụ các bác để cái ổ điện ở trên bàn thì mình chỉ cần đặt cái điện thoại vào là xong. Thì con này nó chỉ ứng dụng cho cái dòng điện thoại nào mà có chức năng sạc nhanh thôi nhá. Điện thoại đời mới thôi nhá. Chứ còn những cái điện thoại đời cũ là nó sẽ không nhận đâu. Đấy, thì các bác lưu ý giúp cho em cái chức năng sạc nhanh này là nó cho cái điện thoại cao cấp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Lên cho em là ổ điện sạc nhanh nhá, ổ điện sạc nhanh. Giá sẽ là 150k. Ổ điện sạc nhanh thôi nhá. Ổ điện sạc nhanh 150.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái keo vá tường các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng keo, nó tựa như là một cái dòng sơn trắng ấy, nhưng mà nó là dạng keo trắng như này. Thì các bác về mình các cái phần mà tường mà bị bong chốc rồi bị thấm rột rồi nói chung là bị nứt thì các bác vá vào cho em. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dòng keo như này, nó rất là tiện ích các bác này. Đấy. Các bác chỉ cần là vuốt lên là nó sẽ sạch luôn. Ví dụ các tường mà bị thấm mốc hoặc là trẻ con tô vẽ hoặc là bị bong chốc thì các bác vá vào cho em là ok. Lên cho em là keo vá tường nhá. Một típ này của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, một típ này sẽ là 40.000. Dung tích của nó là 250g nhá, 250g. Đây các bác nhá. Đấy, các cái phần tường mà của các bác bị bong chốc này, đấy mình chỉ đưa vào là mình vá đi cho em là ok nhá. Đó. Bong chốc rồi thấm rột rồi nứt niếc các thứ là mình đưa vào. Đó. Thì nó rất là sạch sẽ. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Bị dấu hiệu bị nứt này, bị chảy xước này, hoặc là trẻ em nó tô vẽ lên nó bẩn, các bác vá chùm lên cho em, rất là tiện ích luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Chỉ có 40.000 cho một hộp mà keo vá tường như này thôi. Đó. Các cái phần tường nào mà bị thấm rột này, đấy bị nứt này, đấy, các bác vá vào cho em, nó rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có cho các bác là 40.000 thôi, trẻ con tô vẽ các bác cũng xử lý được hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác kia một số cái mã hàng Tết này. Đây cái khay mứt Tết như này nhá. Đấy. Các bác lên cho em là con này tên nó là cái gì nhỉ? Bao nhiêu đấy? Các bác lên cho em là khay K1 nhá. Đấy, khay K1 160.000 cho một em như này. 160.000 một em khay mứt Tết K1 như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác dùng thì mình sử dụng đựng mứt Tết với cái thứ là rất là đẹp. Đấy, tiện ích và giá thì rất hợp lý. Ưu điểm của con này là nó có nắp đậy hết nhá, thì nó rất là tiện. Khi nào dùng thì mình mở ra, không dùng thì mình lại đậy vào. Đấy, các bác khi dùng thì mình xoáy này theo này. Đấy, xoáy này nó sẽ mở ra này. Thì ở trên này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 ngăn này. Đấy, trên này là 2 4 5 ngăn, ở dưới này sẽ là 5 ngăn nữa. Đấy, khi nào các bác dùng thì mình mở ra. Đấy, xoáy này các em này, xoáy này nó sẽ mở ra này. Nó như một cái bông hoa rất là đẹp luôn. Và khi các bác chỉ cần ấn này thôi, ấn này xoáy vào là nó sẽ vào này. Rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Khi các bác xoáy vào hoặc mở ra thì các bác nhấp cái này cho em này. Đấy. Xoáy vào, mở ra đều phải nhấp cái này nhá. Đấy. Nhấp này để nó ăn lẫy nhá. Ăn lẫy mở ra này. Nhấp vào này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Giá thì sẽ là 160.000 cho con khay K1 thế này. Đấy, 160.000. Các bác dùng thì mình đựng mứt Tết rất là ok luôn, mứt Tết, bánh kẹo các thứ luôn. Đây. Đấy, đây nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng cho các bác này. Đấy, đây, hình ảnh minh họa này, cực kỳ là sinh động và thật luôn nhá. Đấy, bánh kẹo hạt dưa hướng dương rồi các loại thực phẩm đồ ăn các bác cho vào đây, đậy nắp lại rất là ok. Lên cho em là khay K1 nhá, khay K1 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 một em như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân. Đấy, lô hàng về thì nó sẽ là có lô là có pin và có lô không có pin nhá. Giá thì chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Các bác dùng chuyên trong nhà bếp cho em. Đấy, chuyên trong nhà bếp thì mình dùng để chế biến thực phẩm thức ăn, dùng trong nhà bếp thì mình đong đo cân đếm cho nó dễ.
Con này nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng là chức năng trừ bì, thì nó dùng nó rất là tiện. Thì ví dụ như các bác cân mà mình muốn trừ bì đi thì mình chỉ cần nhấp vào cái nút trừ bì là xong. Đấy. Đấy nhá. Đấy. Và con này thì các bác cứ để cho em là chế độ gam là ok nhá. Để cho em chế độ gam là ok. Đấy, để cho em chế độ gam. Đây, ví dụ em cân cái lọ keo vá tường này. Đấy, nó sẽ là đây. Khi các bác cân thì lưu ý là để thăng bằng cho em nhá. 248 g này. Đấy. Các bác muốn sử dụng tính năng trừ bì thì đây ví dụ em cân cái này đi cho nó dễ này. Đấy. Cái này của nó sẽ là 413 g này. Muốn nhấn chức năng trừ bì thì các bác nhấn cái nút nguồn này cho em nó về không này. Đấy, sau đó thì các bác đặt cái khác lên cân này. Ví dụ em cân cái điện thoại của em là 221 g này. Đó, các bác nhìn số chưa? Đó, rất là ok luôn nhá. Có tính năng trừ bì cho các bác luôn. Thì các bác cứ nhấn tính năng trừ bì này là xong. Đó, thì con này giá sẽ là 50 nghìn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá. Đấy, cân 5 này. Con này sẽ cân được là 5 kg nhá. Giá sẽ là 50k luôn. Toàn bộ là số 5 hết rồi. Nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 nghìn trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác dưới 200 thì cộng thêm cho em 30 nghìn để ship nhá. Bên em ship code toàn quốc. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác kia khóa Đức nhá, khóa Đức này, khóa đồng Đức, hàng made in Germany này, made in Germany, chữ khắc chìm luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 4 chìa. Dòng này thì nó là chống trộm, chống cắt cho nên các bác dùng thoải mái luôn. Giá thì sẽ là 160 nghìn cho một con khóa Đức như này các nhá. 160 nghìn, hàng 4 chìa. Con này thì bao chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa các kiểu con này đều được luôn. Đấy. Dòng này thì chống trộm, chống cắt, chống bẻ khóa được hết cho bác nhá. Đấy, thì nó sẽ rất là tiện ích cho các bác khi mà mình sử dụng trong cái khóa cổng, khóa cửa. Và có 4 chìa, các bác có thể chia nhau ra mỗi người một chìa. Và khóa của nó là dòng khóa tròn như này thì Việt Nam chưa có phôi để làm giả chìa được các bác nhá. Đấy. Và cái khóa tròn này thì rất là tiện ích và an toàn để cho các bác sử dụng, và thân của nó được đều bảo vệ như này. Đấy. Khóa bằng đồng, chống nắng mưa rất là tốt nhá, và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ rất là an toàn, chống trộm, chống cát, rồi chống các cái loại xâm nhập đều được hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo một cái hộp ổ khóa Đức này, giá sẽ là 150.000 nhá. 100 bao nhiêu? 130.000 nhá. Đấy, đặt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức này. Đấy. Khóa đồng Đức này, khóa đồng Đức giá sẽ là 130k nhá. Giá siêu tốt cho bác luôn, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một con bàn chải rất là tiện dụng luôn. Đấy. Giá chỉ có 60.000 thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân bàn chải như này, một thân bàn chải như này. Đấy, một thân bằng điện như này. Kèm thêm cho các bác là sẽ có cho các bác là 4 đầu bàn chải như này. Tính ra các bác đi mua cái bàn chải này đã phải mất 2-30 nghìn rồi. Thế mà đây kèm cho các bác 4 đầu bàn chải, một thân máy như này, một dây sạc, mà giá cũng chỉ có cho các bác là 60 nghìn thôi. Tức là các bác được không cái máy này rồi. Đấy. Và về thì các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, sạc pin vào cho em. Có thể là nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Lắp vào là mình dùng thôi các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ có công tắc này. Đấy, có 6 chế độ này, 1 2 3 4 5 chế độ như này. Chế độ làm sạch, chế độ làm trắng răng, rồi chế độ chống viêm níu, viêm lợi các thứ này các bác này. Đây các bác này. Tần suất dùng của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút các bác nhá. Dùng rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn. Đấy, giữ lì này nó sẽ tắt các bác này. Đấy, giữ lì này nó sẽ bật tắt nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi. Kèm thêm cho các bác là một thân máy này, một thân máy 4 đầu bàn chải và một cáp sạc nhá. Một thân máy 4 đầu bàn chải, một cáp sạc, một lần sạc các bác có thể dùng thoải mái cho em. Dùng thoải mái cho em từ 3 đến một thân máy các bác dùng thoải mái cho em từ 5 đến 7 ngày nhé. Nói chung là dùng từ 7 đến 10 ngày thoải mái luôn. Từ 7 đến 10 ngày thoải mái. Đấy, 1 tháng các bác chỉ cần sạc cho em là 2 đến 3 lần là ok. Đó, lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này. 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bên shop về thì nó sẽ có màu inox này, màu xanh, màu đen và màu xanh quân đội nhá. Đấy, màu đỏ, màu xanh quân đội. Đây, màu này nó sẽ là màu xanh quân đội này. Màu xanh quân đội này thì giá sẽ là 190.000 nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Hàng này thì bao giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn, giữ nóng giữ lạnh rất là tốt luôn các bác này. Đấy, có lưới lọc này nhá, có lưới lọc các bác có thể pha trà, pha cà phê. Hàng inox 304, su 304 nhá, su 304 bên trong này. Đấy, su 304 rất là ngon luôn, có lẫy lọc các thứ đàng hoàng. Có giòn nhá, và cái này nó sẽ là một cái nắp để cho các bác dùng làm cốc uống nước luôn. Đấy. Thì một con bình như này, hàng của quân đội Mỹ nhá, bình giữ nhiệt quân đội Mỹ, nó sẽ có cho các bác là 4 màu này. Màu inox này, màu inox,
màu xanh quân đội này thì sẽ là 190.000, màu inox là 100, màu inox sẽ là 170 nhá. Màu inox 170, màu xanh đen thì cũng là 170 luôn, màu xanh đen. Màu xanh đen này cũng là 170 nhá, chỉ có riêng cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190 thôi các bác nhá. Đấy, còn có cả màu đỏ nhá. Đấy. Thì nó cơ bản là có màu màu xanh đen này, đấy, hoặc màu đen. Màu này là màu đen chứ không phải màu xanh đen đâu. Màu xanh đen. Đấy, màu này thì hơi xanh xanh một tí, màu xanh đen này, màu inox này. Đấy, màu xanh quân đội. Xanh quân đội này là 190 nhá các bác nhá. 190 này. Hàng giữ lạnh 36 tiếng, giữ nóng 24 giờ nhá. Có giòn nắp các thứ đàng hoàng. Rất tuyệt vời luôn các bác. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Tết nhất đến nơi rồi. Các bác chế biến thực phẩm thức ăn thì dùng cái găng tay này cho em nó cũng rất là tiện. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới cô bác anh chị cái giá rất là hợp lý thôi. Một cái hộp găng tay thức ăn như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 25.000 một hộp thôi. 25.000 một hộp nhá. Cái này thì các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn và chế biến đồ ăn cũng như là làm vệ sinh cũng rất là tốt luôn. Chất liệu của nó thì nó khá là dai nhá, khá là dai luôn. Đấy. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều đi vừa hết các bác nhá. Đấy, vừa hết. Và nó rất là dai các bác. Nó dai lắm thì khi các bác dùng nó rất là đã. Đấy, đây. Tay to, tay nhỏ này, em tay đàn ông đi rất là vừa các bác này. Đấy. Tay phụ nữ đi cũng rất là vừa luôn. Đấy. Và nó siêu dai luôn các bác này. Đấy, siêu dai như này. Thì khi mà các bác sử dụng thì không lo nó bị đứt nhá. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn, làm nem, làm nộm rồi nói chung là dọn dẹp vệ sinh cũng rất là ok thôi. Đấy, nó rất là dai này. Đấy. Hàng siêu mềm, siêu dai luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. Một hộp này của nó sẽ là từ 80 đến 100 cái. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá, găng tay thức ăn. Đó, găng tay thức ăn giá sẽ là 25k trên một hộp nhá, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là kia giấy lau giày nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi. Các bác đi giày đi dép cần phải vệ sinh thì các bác dùng con này cho em. Nó rất là tiện này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái giấy mà nó sẽ có tẩm sẵn cái xà bông và các cái dung dịch để mình tẩy rửa rồi. Thì các bác chỉ cần là đây. Đấy, ví dụ như cái dép này của em nó đang bẩn này. Về nhà các bác đánh kỳ cọ đi cho em này. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ có xà bông lên như này, có xà bông như này nhá. Đấy. Các bác trông chưa? Đấy, bẩn như này mà em đánh một tí là nó sẽ sạch luôn. Đấy, các bác chỉ cần đánh qua như này sau đó thì mình lấy cái rẻ không? Mình lấy cái rẻ mình lau khô đi cho em là xong nhá. Đấy đây, em đánh cho các bác xem này. Đấy. Mục sở thị luôn các bác nhá, không cần phải cái đấy lau làm sao. Ngoài đây. Đấy các bác chỉ cần lau khô đi cho em là xong nhá, lau khô đi. Đấy thì các bác dùng để mình đánh giày đánh dép nó rất là tiện. Và giá thì sẽ là 20.000 các bạn. 20.000 cho một cái 20.000 cho một cái bịch như này nhá, một bịch như này. Đấy thì lên cho em là giấy lau giày giá của nó sẽ là 20k nhá. 20k trong cái bịch lấy giấy lau giày như này. Và các bác mua từ 3 cái 3 bịch thì sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy các bạn đây em lau khô đi cho các bác xem này. Đấy. Trực quan sinh động luôn nhá. Đây bên này chưa lau là đen xì này. Đấy bên này chưa lau đen xì luôn, bên này lau rồi lại đỏ như mới luôn các bạn này. Đấy như mới luôn nhá. Đây. Đấy đen xì bẩn thỉu nhá, lau đi phát như mới luôn các bạn này. Như mới luôn. Đấy các bác thấy chưa? Giày dép rồi nói chung là đồ da, đồ vải các bác lau được hết, nó rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 20.000 thôi. 20.000 một bịch như này và mua từ 3 bịch sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên đã giúp cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì rất là tiện dụng rồi. Giá chỉ có 260.000 thôi. Nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua thì con này nó sẽ bán cho các bác từ 4 đến 500.000, nhưng bên shop bán cho các bác cái giá rất là yêu thương để gửi tới các bác để kiểm tra sức khỏe nha. Con này thì các bác dùng để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đo huyết áp, đo nhịp tim rất là ok luôn. Đấy, lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Đấy, combo cho bác như này, hướng dẫn hết trước đầy đủ luôn. Đó, giá chỉ có 240.000 cho một cái 260.000 trong cái máy đo huyết áp này thôi. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260k cho một con máy đo huyết áp như này. 260.000 các bác nhá. Đấy, rất là tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là cầm cho anh cái bịch táo đây. Nó sẽ là một cái hàng để các bác dùng trong ngày Tết nhá, mang đi cho biếu tặng làm quà ngày Tết rất là tiện luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái bịch nho, nho của Hàn Quốc nhá, nho của Hàn Quốc này, nho khô Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc này. 90.000 cho bịch nho khô Hàn Quốc như này nhá. Đấy. Thì con này cân nặng của nó thì từ 7 lạng đến 1 cân, từ 7 lạng đến 1 cân em cũng không có cân nhưng không chính xác là bao nhiêu đâu. Đấy nhưng mà hạt nho này, đấy, đều đẹp luôn các bác nhá. Hạt nho đều đẹp và màu là màu tự nhiên không có phẩm màu nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng liên kết giữa tập đoàn Samsung này, tập đoàn Samsung và các cái tập đoàn lớn của Hàn Quốc để sản xuất nhá. Và đóng gói cũng rất là Hàn Quốc luôn, rất đẹp này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc mang đi Tết rất là lịch sự đây. Tập đoàn Samsung này. Đấy, lên cho em đó là
nho khô nhá. Giá sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đựng trong một hộp như này rất đẹp, các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà đi Tết này, nho khô này. Tiếp theo thì bên shop về cái táo khô nhá. Táo khô này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Cân nặng của nó thì từ 8 lạng đến 1 cân. Giá sẽ là 100k cho một cái bịch táo khô như này, 100k nhá. 100k cho bịch táo khô như này. Cái này thì các bác có thể mua để cho này, biếu tặng làm quà này, hoặc là các bác có thể mua để mình sử dụng như là xăng nước, hãm nước uống này, ngâm rượu này, hoặc là làm thuốc rất là ok. Đấy, hoặc là hầm xương, hầm gà, hầm vịt cũng ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái bịch táo khô như này, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy, táo khô 100.000. Các bác có thể mua để làm quà Tết, rất là ok và rất là tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là ok, rất tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái ấm pha trà nhá, ấm pha trà. Con này thì lô này về nó sẽ là màu trắng này, màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, một cái màu trắng rất là nhẹ nhàng. Đấy, rất nhẹ nhàng, thanh thoát nhá. Đó. Giá thì chỉ có 110.000 cho một con ấm pha trà này thôi. Các bác xoáy cái nắp ra cho em này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là inox 36 này. Inox 36 các bác dùng thực phẩm thức ăn là ok. Đó, và đây nó sẽ có một cái lưới lọc như này. Các bác dùng pha trà, pha cà phê, hãm trà, hãm trước đều ok hết nhá. Đấy, con này thì dùng nó rất là tiện các bác, pha trà, hãm trà rồi nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đấy, và cái giá thì chỉ có 110.000 thôi. Dung tích nó là 1 lít nhá. Nắp xoáy này các bác dùng là lúc nào rót thì các bác mình ấn cái lẫy này xuống cho em. Đó, dung tích 1 lít. Đế lót có lót cao su để trên bàn chống trơn trượt, chống xước bàn, nói chung là hàng rất là tiện ích luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này. Dung tích của nó là 1 lít nhá. Dung tích 1 lít. Đó, đây, dung tích của nó là 1 lít này. Đấy, dung tích 1 lít. Giá thì bên shop chiều cao là 65 cm nhá. Thông số đầy đủ luôn, hàng nội địa của Nhật nhá. Lên mã giúp cho em đó là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà, lô này về thì sẽ là màu trắng nhá. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Có lô về màu trắng, có lô về màu đen đấy, thì hoặc màu đỏ thì nói chung là bên em sẽ gửi màu thì bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hello, chào các bác nhá. Bên em thì ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn thì các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Ship hàng toàn quốc từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Bỏ tranh cái biển. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô bàn là mini nhá. Bàn là mini. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bàn là rất là tiện ích luôn. Các bác có thể mang đi du lịch này. Đấy, đi mang đi du lịch, đi công tác, đi học, đi làm đều được hết. Đó, hàng thì rất là tiện ích này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có độ gấp gọn như này. Khi các bác gấp thì nó rất là gọn. Đấy, gấp rất là gọn. Mang đi mang lại nó rất là tiện luôn. Đó. Hàng thì hàng của Nhật nhá, sử dụng điện 110 đến 220V, các bác sử dụng điện 120 thoải mái luôn. Các bác về các bác tháo cái nắp này ra cho em này. Đấy, và tháo cái lẫy này ra. Mình cho nước vào đây, cho nước vào cái lỗ này. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là bàn là hơi nước mini nhá. Đấy, có cả hơi nước cho bác luôn. Cái phần gang này của nó rất là dày, độ nóng rất là nhanh và dùng thì rất là thích. Và hàng này thì nó sẽ là hàng mini nhưng mà đầy đủ luôn. Có điều chỉnh tăng giảm này, có điều chỉnh tăng giảm nhá. Đấy, có hơi nước này. Rồi dây của nó là dây vải dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. Rất là đầy đủ các cái chức năng, tính năng trong một cái con bàn là mini hơi nước như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là 135.000 thôi. 135k thôi nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước mini nhá. Bàn là hơi nước mini. Giá sẽ là 135.000. Đó. Bàn là hơi nước mini nhá. Đấy không? Bàn là mini được không? Bàn là mini. Bàn là mini giá sẽ là 135k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái kìm bấm cúc nhá. Ở đây thì các bác khi các bác nhận được hàng này sẽ là một kìm bấm này, một cái bộ cúc đầy đủ combo cho các bác như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, bấm cúc áo rồi nói chung là đa di năng luôn. Giá sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đấy, khi mình bấm thì bấm vào nó như này các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có sẵn cúc kiếc cho các bác đầy đủ luôn. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng các bác nhá. Ở đây thì nó sẽ có cái bộ cúc như này, các bác chỉ cần lắp vào cho em này, sau đó thì mình sẽ bấm vào này. Đấy, mình bấm vào quần, bấm vào áo này. Khi quần khi áo các bác chỉ cần bấm vào cho em là xong. Đó, bấm vào. Đó, thì nó rất là tiện này. Quần áo, chăn màn rồi các cái gì mình cần thì mình bấm vào cho em, nó rất là tiện luôn. Đó. Bộ sản phẩm thì khá là tiện ích để cho các bác sử dụng, chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đặt vào. Đấy, bấm khi quần khi áo rồi chăn màn rồi nói chung là cái gì cần thì mình bấm vào cho em, rất là tiện luôn. Khi quần khi áo, đấy, cúc quần, cúc áo đều được hết nhá. Giá rất là vừa phải, chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sạc dự phòng A nhé. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Một cái bộ sạc dự phòng A như này bao gồm cho các bác là một cáp sạc,
một cục sạc như này và một dây nhá. Đấy, một dây sạc này và có cả cái bộ dây cho bác luôn. Bao gồm cho các bác là 3 dây cho 3 loại điện thoại nhá. Samsung, iPhone, Type C này và một cái chân sạc to này là sạc USB sạc vào này, hoặc có một cái dây sạc nhỏ cho bác như này. Hàng thì công suất của nó sẽ là 20.000 mAh nhá. 20.000 mAh. Và giá của nó sẽ là 230.000 nhá. 230.000. Đây, hàng này của thương hiệu Takasio Made in Japan nhá. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, đây. Dung lượng pin của nó này, 20.000 mAh này. Con này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy, ví dụ như các bác hay đi du lịch, đi học, đi làm hoặc là dùng điện thoại hay bị hết pin, hoặc các bác cần dự phòng các bác dùng con này xem, rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần mang cái cục này đi là sử dụng được hết rồi. Có thể cắm vào chân sạc đa di năng được hết nhá. Đấy, nó có đủ các loại chân, mình không cần mang thêm dây dạ làng hoàng nữa. Lên cho em là sạc dự phòng A nhé. Sạc dự phòng A, giá của nó sẽ là 230k. Đấy, lên cho em là sạc dự phòng A, 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ sản phẩm, đó là cái ghế hơi các bác này. Đấy, các bác lên cho em là ghế hơi nhá. Đấy, thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm là một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Đấy, một cái ghế to và một cái ghế nhỏ như này. Và kích thước của con ghế to này thì sẽ là 1m16 này x 98 x 83 nhá. 1m16 x 98 x 83. Còn con nhỏ này thì sẽ là 62 x 31 nhá. 62 x 31. Đó. Chiều cao của nó là 1m16 luôn. Đấy. Đây. Và chiều rộng là 98 này và chiều ngang là 83 nhá. Rất là rộng luôn. Người ngồi lên thoải mái nhá. Lên cho em là ghế hơi, giá sẽ là 370.000 nhá. 370k. 370.000 một cái bộ ghế hơi như này. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi bơm lên thì nó sẽ rất là to như này. Các bác có thể dùng thoải mái luôn. Mặt trên của nó thì sẽ là bằng nỉ lộn rất là êm và ấm nhá. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là cao su để nó chứa hơi các bạn, rất là tiện ích khi mà các bác sử dụng luôn. Đó, hai người ngồi thoải mái luôn các bạn. Giá thì chỉ có 350.000 thôi. Đó, trước em đang bán là 370, đặt này về cho các bác cái giá tốt luôn. Chỉ có 350.000 thôi. Đây các bác này. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn các bác theo. Đấy, rất tiện ích nhá. Giá chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Về nhà các bác có thể dùng để nằm, để xem tivi này, nghe nhạc này. Rất là tiện ích luôn nhá. Giá chỉ có 350k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm, đó là cái cốc tự khuấy nhá. Các bác lên cho em là cốc tự khuấy này. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cái cốc tự khuấy như này. Các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê. Bỏ cho anh hai cái viên pin bé. Đấy, con này thì nó sử dụng hai cái viên pin con thỏ nhỏ nhá. Đây có mà. Đấy. Giá thì bên shop bán là sẽ không bao gồm pin đâu nhá. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Hai quả pin con thỏ nhỏ như này. Và giá thì chỉ có cho các bác là đây các bác nhá. Đây nó sẽ có một cái hạt nam châm từ trường này. Đấy các bác chỉ cần cái hạt nam châm này thì các bác có thể lấy ra để mình rửa vệ sinh được nhá. Đấy, sau đó thì mình thả vào nó sẽ luôn luôn là dính vào dưới này. Đấy, cho nước, cho cà phê và nó sẽ tự khuấy rất là ngon các bác. Đó, khuấy đảo chiều rất là ngon để cho các bác pha cà phê, pha các loại hạt đều được nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000, không có pin nhá. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Đấy, tự lắp pin vào cho em và khi các bác vệ sinh thì mình tránh cho cái phần pin này nó tiếp xúc với nước là ok nhá. Đấy, các bác vệ sinh thì mình chỉ vệ sinh bên ngoài và bên trong thôi. Bên ngoài thì bằng nhựa rất là đẹp và bên trong bằng inox 304 và nắp thì chỉ có gioăng nhá. Nắp có gioăng như này. Rất tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90k. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy này. Cốc tự khuấy nhá. Cốc tự khuấy, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái cốc tự khuấy như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái chổi lông phớt trần nhá. Giá thì sẽ là 55.000 một chiếc. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một chổi và một cái cán như này. Các bác có thể mua về để mình dọn dẹp vệ sinh nhà đón Tết này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Cái chiều dài của nó thì từ 2m2 đến 2m8 nhá. 2m2 đến 2m8. Đấy, có lô thì dài tới 2m8 luôn, các bác có thể gấp vào như này. Đấy, và có thể tùy chỉnh được. Kéo dài thì nó sẽ ra khoảng từ 2m4 đến 2m8 các bác này. Rất là dài luôn. Các bác có thể dùng để mình phớt trần này, vệ sinh lau chùi rất là tiện ích. Và cái giá thì rất hợp lý, chỉ có 55.000 thôi. Các bác có thể cho vào như này để mình dùng này, hoặc là bác nào cẩn thận hơn thì mình có thể tháo ra, gấp gọn vào cho em. Nó rất là tiện ích luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là một cái bộ chổi lông phớt trần như này, chỉ có 55.000 thôi. Lên cho em là chổi lông phớt trần này, chổi lông phớt trần. Giá sẽ là 55k nhá. 55.000 cho một cái bộ chổi lông phớt trần như này. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái cọ nồi nhá. Cọ nồi. Con này thì giá chỉ có 15k một cái thôi. 15k cho một cái cọ nồi như này các bác này. Đấy, 15.000 và 40.000 ba chiếc.
Đây về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra, cho em cái dầu rửa bát vào đây, sau đó thì mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này, khi các bác dùng thì không sợ bị bong, bị bật ra ngoài nhá, nó không như cái bú rác truyền thống. Và các bác nào mà bị dị ứng với các cái loại nước rửa bát thì dùng cái này rất là tiện, mình không cần phải động tay vào đâu. Mùa đông lạnh thì các bác chỉ cần là chà cọ rửa này, sau đó thì mình xả nước đi là xong, rất tiện ích. Giá sẽ là 15k, lên cho em là cọ nồi nhá, 15.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá thì chỉ có 140.000 thôi, 140.000 cái bộ nồi 5 món như này. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng sản phẩm rất là tiện ích và nó độ dày nó vừa phải, các bác có thể dùng để mình đa di năng. Đấy, mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín thôi. Chứ còn cái này thì em không khuyến khích các bác là đun nấu, tại vì nó vừa phải thôi. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 nồi, tất cả 5 nồi. Nồi nào vung đấy cho các bác luôn nhá. Nồi nào vung đấy này. Đây. Đấy, nồi nào vung đấy cho các bác này, rất là tiện ích luôn nhá. Nồi nào là đi với vung đấy, rất là tiện ích luôn. Và có cho các bác là hẳn 5 cái nồi luôn. Đấy, đầu tiên là nồi to này. Đấy, nồi to này, sau đến cái nhỡ này. Đấy, đến cái nhỡ này, cái nhỏ hơn này. Đấy, nhỏ hơn nữa này. Đấy, và cái nhỏ nhất này. Các bác cứ sắp vào này cho em là xong. Đấy, cho nó nồi nào xếp vào vung đấy. Thì các bác có thể dùng để mình đựng đồ ăn sống, đồ ăn chín, ăn lẩu, ăn liếc đều ok hết nhá. Đấy, chế biến đồ ăn. Đấy, sau đó thì mình lại cất đi, nó rất là gọn. Bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá sẽ là 140.000. Bộ nồi 5 món này, 5 món. Giá sẽ là 140k nhá. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình 20 nhá, bình 20. Dung tích của nó là 2 lít. Con này thì các bác có thể dùng để mình gọi là đựng các cái dòng nước uống hoặc là nước lọc, hoặc là nói chung là đựng cái gì cũng được, nó rất là tiện. Con này thì chuyên dùng để đựng nước nguội thôi, chứ con này không giữ nhiệt được đâu các bác nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là bình 20 nhá, bình 20. Đấy, dung tích của nó là 2 lít, giá sẽ là 80k. 80k cho một cái bình như này nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con bình như này, dung tích của nó là 2 lít này. Các bác dùng để đựng nước lọc này, đựng nước uống, nước trà các thứ đều ok hết nhá. Con này thì không có tính năng giữ nhiệt nhá. Đấy, bên trong bên ngoài đều bằng inox hết, sáng bóng đẹp. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Giá của nó sẽ là 80.000 cho một con bình như này nhá. Dung tích của nó là 2 lít này. Hàng của Nhật này, dung tích 2 lít rất là ngon luôn. Inox sáng bóng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái áo mưa nhá. Áo mưa đây. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng áo mưa choàng. Lên cho em là áo mưa choàng, con này thì rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình mang đi xe máy. Đấy, nó có cả ấy đồng hàng nhá. Có cả cho các bác là những cái chắn nước như này. Chắn nước này rất tiện ích này. Đấy, con áo mưa choàng như này. Bình thường nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho các bác 150, hôm nay bên shop chỉ gửi tới các bác giá 100.000 cho một con áo mưa choàng này thôi nhá. 100.000. Hàng áo mưa to nhá. Công ty áo mưa Thành Nam. Hàng loại này là loại to nhá. Loại to cho các bác luôn. Đó, có cả mũ này, đấy, có cả mũ miếc cho các bác luôn nhá, đầy đủ luôn. Có cả cái kính phản quang này, rồi có cả nhìn kính, nhìn gương đầy đủ như trên hình như này. Mà giá chỉ có 100k thôi. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng 150 đến 170 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cân tiểu ly nhá. Đây nó sẽ là một cái cân vừa sinh để các bác có thể dùng để mình gọi là cân đồ trong bếp nhá, đồ trong bếp. Dòng này thì lô này về thì lại có kèm pin cho các bác luôn. Có lô thì sẽ có pin mà có lô thì không có pin. Đấy, lô này thì có kèm pin cho các bác nhá. Đó thì cái này nó về theo lô, có lô thì có pin, có lô thì không. Con này thì nó sẽ là cân được 5 cân và có tính năng trừ bì. Các bác dùng trong nhà bếp thì rất là ok. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. 50 cành cho một con cân 5 kg như này. Đấy, các bác bật lên cho em nhé, sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, để đặt lên đây mình cân các bác này. Đấy, các bác đặt lên đây mình cân này. Đấy, chế độ gam các bác này. Đấy, chế độ gam mình đang bật này. Em đặt cái cân này lên thì nó sẽ là 213g này. Sau đó thì các bác nhấn cái nút nguồn này thì nó lại về không, và các bác lại tiếp tục cân được nhá. Lại tiếp tục cân đấy. Đấy, cái này thì nó sẽ là cái cốc tự khuấy này sẽ là 313g này đấy. Các bác bỏ ra thì nó lại về không nhá, về không. Đấy, và các bác bỏ ra phát nữa thì nó lại về cái cân của nó, và các bác nhấn nút nguồn này nó lại về không. Tóm lại là con này có tính năng trừ bì thì các bác có thể dùng để mình cân đong đồ trong bếp rất là ok. Giá thì chỉ có cho các bác là một cái con cân như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là cân 5 nhá, cân 5. Cân được 5 kg, 5 kg, giá sẽ là 50k. Rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Bên em thì ship code toàn quốc, các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhé. Thông tin điện thoại.
Này bỏ anh ấy biển Minh ơi. Nay thì bên shop về cho bác cái lô dép ui giời. Dép đi trong nhà các bác nhá. Đấy dép đi trong nhà đây. Đấy thì nó sẽ là dép shop đi trong nhà như này. Cái này của nó thì cỡ thì nó sẽ là free size các bạn, nam nữ đi được hết nhá. Nam nữ đi được hết. Đó, cỡ free size. Cái này nó không có size và nó có cái độ co giãn nhất định cho nên là nam nữ đều đi được cả nhá. Và màu thì nó sẽ là rất là nhiều màu như này. Cho nên là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi chứ không có chọn màu được các bác nhá. Dòng này nó là đi trong nhà cho nên nó không có phân biệt là nam hay nữ. Ai cũng đi được cả nhé. Chỉ có cái là mình ví dụ như mình lấy 3-4 đôi thì em sẽ lấy đủ màu cho các bác, để khi mình đi thì nó sẽ là phân biệt cho mỗi người màu cho nó tiện các bạn. Đó đây, chất liệu của nó thì nó sẽ là nhung như này nhá, nhung nỉ này. Đấy, nhung nỉ rất là êm luôn. Và cái này của nó thì nó sẽ là bọc xốp như này. Các bác đi trong nhà thì vừa ấm áp, vừa êm ái, vừa nhẹ nhàng nhá. Đấy, ấm áp, êm ái, nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cực kỳ là hạt rẻ cho bác luôn. Lên cho em là dép xốp nhá, dép xốp đi trong nhà 35k. Đó, giá chỉ có 35k thôi. 35k cho một đôi dép như này. Đấy, rất tiện để các bác đi sinh hoạt trong nhà, rất là ok. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ chổi cái này lên. Các bác lên cho em là chổi lau kính nhá. Một cái bộ như này nó sẽ là 50.000. 50.000 cho một bộ như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp đặt cho em thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái gen xoáy như này. Đấy, các bác xoáy cái gen này vào cho em này. Sau đó thì mình sẽ đẩy vào cái phần khuyết này đây. Đấy, có cái phần này để các bác đẩy vào này. Đẩy vào để mình lắp vào cái lẫy này này. Đấy, các bác đẩy thật chặt vào cho em. Đó, và nó có cái lẫy như này. Đấy, con này rất là ngon luôn. Sau đó thì các bác xoáy cái cán vào thôi. Con này thì các bác có thể dùng để lau kính này, rồi dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh đều được hết nhá. Đấy, có quai đeo như này, các bác có thể đeo lên rất là tiện. Chiều dài của nó thì khoảng 1 mét nhá. Có thể xoay đảo chiều như này các bác này. Đấy, có cái phần này để các bác dọn dẹp nhà tắm, nhà vệ sinh này. Còn cái phần này các bác dùng để rau lau dọn kính kia các thứ này. Rất là tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chổi lau kính như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là chổi lau kính 50.000. Các bác này đấy, nó sẽ là một cái chổi như này các bác này. Các bác phải khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xoay tự do, dây chụp kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gắn nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự hữu ích không? Không tắm sử dụng được 5 năm mà vẫn còn mới. Thật dễ dàng để làm sạch với chiếc cọ này. Các góc và khe hẹp có thể dễ dàng vệ sinh, có thể xoay tự do, dây chụp kính cạnh bồn cầu vệ sinh dễ dàng. Dù bạn trải ở đâu thì cũng có cần gắn nước ở phía sau, chỉ cần cạo là sẽ sạch hết nước. Vậy bây giờ bạn thấy nó có hữu ích không? Cái này có thực sự. Lên cho em là chổi lau kính, giá sẽ là 50k nhá. Tiếp theo thì bên shop còn một số cái mã thắt lưng đồng hồ nữa này. Đấy, thắt lưng đồng hồ thì giá thanh lý cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng này. Một dây thắt lưng rất là đẹp luôn. Đó, một dây thắt lưng rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một dây thắt lưng mặt đúc liền như này. Đấy, chất liệu của nó này rất là đẹp luôn, da thì rất là mềm nhá. Tiếp theo là một chiếc ví các bác này. Đấy, một chiếc ví như này. Tiếp theo là một chiếc ví như này các bác nhá. Một chiếc ví rất là đẹp luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Pedro này. Đựng trong hộp này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà này. Tiếp theo là một con đồng hồ này. Đấy, một con đồng hồ như này. Đó thì combo cho các bác sẽ là 3 món này, một thắt lưng, một ví. Đấy, một thắt lưng, một ví và một đồng hồ như này nhá. Một thắt lưng, một ví, một đồng hồ như này. Bên shop thanh lý cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho các bác là 220.000 thôi. 220.000 cho 3 món như này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Tiền ship em mất 30.000 rồi. Tính ra các bác mua vào chỉ còn có 190.000 cho 3 món này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em là thắt lưng, ví, đồng hồ nhá. Đấy, em còn mấy mã nữa thanh lý nốt này. Đấy, em đang bán là 265.000 nhá. Thanh lý nốt cho bác giá 220.000, bao ship tận nhà cho bác luôn, thanh lý lỗ luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn đeo đầu wifi nhá, đèn đeo đầu wifi. Đấy, nó sẽ là một con đèn như này, rất tiện ích để cho các bác sử dụng này. Đó. Con này thì nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy, và có chức năng là wifi như này nhá. Có chức năng là wifi tức là tắt mở cảm biến này. Đấy, các bác chỉ cần gạt tay qua là nó sáng hoặc là nó tắt cho các bác luôn, rất tiện nhá. Đó. Pha thì có thể điều chỉnh này. Đấy. Pha có thể điều chỉnh các bác nhá. Đó. Đầu thân pha này thì bằng hợp kim và con này thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Đức và xuất cho thị trường Nhật nhá. Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá. Đèn wifi giá sẽ là 130k. Đó. Đèn wifi giá sẽ là 130.000 nhá. Đèn wifi này giá sẽ là 130k một chiếc. Đó. Tiếp theo thì
nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chốt cổng quá này. Đấy, lên cho em là chốt cổng nhá. Con này thì rất là tiện ích nhá. Các bác chỉ cần sập vào này là cho em xong này. Đó, sập vào như này là xong. Đó. Khi các bác mở ra thì mình chỉ cần đẩy lẫy này là sẽ ra này, còn khi các bác sập vào thì tức khắc là nó sẽ tự trượt xuống nhá. Nó rất là tiện như này. Và một cái bộ chốt cổng tự động như này thì giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000. Đó, rất tiện ích luôn các bạn. Đó đây, các bác theo. Đây. Đấy. Khi mình đóng cổng vào thì nó sẽ tự sập xuống các bạn. Đấy, tự sập xuống như này. Đấy, tự sập xuống nó rất là tiện nhá. Và giá thì sẽ có cho các bác là 45.000 trong cái bộ chốt cổng tự động như này, rất tiện luôn. Thì các bác có thể sử dụng về mình bắt ốc vít hoặc là về mình hàn trực tiếp vào cổng cũng được, nó rất là tiện. Chỉ cần là kéo cổng một cái là tự nó sập vào luôn, nó rất là tiện các bác nhá. Rất tiện luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 45.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chốt cổng tự động nhá. Khi mọi người muốn đóng cửa đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này, rất chắc chắn mọi người, giật không ra nhá. Khi mình đi ra ngoài á thì mình có một ổ khóa vàng này giúp em thì gạt lẫy không lên nhé, và sẽ bị khóa chết nha, luôn không mở được nhá. Đấy, thì hàng rất là dễ sử dụng luôn, mọi người có thể lắp đặt ngay tại nhà. Khi đẩy cửa vào thì chốt sẽ tự động chốt lại như thế này mọi người nhá, hoàn toàn tự động nhá. Đấy, sử dụng rất là đơn giản luôn ạ. Và khi mình đi từ ngoài vào mọi người nhá, mình chỉ cần luồn tay vào trong mình gạt nhẹ lẫy chốt lên rất là nhẹ và đẩy cửa vào thì là sẽ tự mở nhá. Đấy, gạt rất nhẹ này, đẩy cửa vào là mọi người thấy không? Em đang làm đấy, trực tiếp là em làm luôn mọi người nhá. Thì hôm nay bên em nó giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Bao gồm cho các bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng made in Japan này. Độ rọi xa là từ 600 đến 1000 mét nhá. Đó. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một tấm pin sạc năng lượng mặt trời này. Đó, đây, đèn xanh của nó này. Đấy. Một pin sạc năng lượng mặt trời này, một cái phá kính này, một cái cắt dây này, một cái nam châm hít này, phá kính này, cắt dây này, rồi có la bàn này, có còi hú này và rất nhiều tính năng nữa nhá. Có sạc ra cho điện thoại và chân sạc vào này. Đó, và đèn thì cũng rất là sáng luôn nhá. Đèn rất là sáng luôn. Đó, có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, nhấp nháy này. Các bác giữ lì cái phím này cho em thì nó sẽ chuyển sang đèn trắng này. Và giữ lì nữa thì nó sẽ chuyển sang đèn cảnh báo nhấp nháy nhá. Đó, đây. Đấy, giữ lì chuyển sang cảnh báo nhấp nháy này. Rất là tiện luôn. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Rất là chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em là đèn pin cảnh sát Nhật 180 cành. 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này qua nhá. Đó, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật này. Đèn pin cảnh sát Nhật. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop đưa dành cái đèn này cầm tay. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã đèn mới, đó là cái đèn cầm tay nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì nó cũng có pin sạc năng lượng mặt trời. Và cái giá thì rất là hạt rẻ cho các bác thôi. Một con đèn cầm tay như này giá chỉ có 100.000 thôi. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đấy, con này hết pin mất rồi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một tấm pin năng lượng mặt trời nhé. Và rất là nhiều các cái đây, tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, bật lên là nó có báo pin đây, cũng gần hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên là một cái đèn mắt tròn này, hai mắt LED này. Sau đó là đến một cái pha rất là rọi này. Nó có pin sạc năng lượng mặt trời, có cổng sạc ra cho điện thoại. Đấy, pin đang báo đây. Đấy các bác nhé, rất là tiện ích luôn. Đó đây, rất sáng các bạn. Và pha của nó cũng rất là rọi luôn. Pha rất là rọi nhá. Giá hay chỉ có 100 cành thôi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ăn cơm ăn nước này, đi ra ngoài này hoặc đi làm này. Đấy, hoặc là sử dụng ở nhà cũng rất là tiện. Khi đề phòng khi mất điện. Và ưu điểm của con này nó có cái pin năng lượng mặt trời này thì các bác có thể sạc trực tiếp qua pin năng lượng mặt trời. Các bác chỉ cần để ra ngoài cửa sổ có đủ ánh sáng là nó sẽ tự sạc, mình không cần phải mất công cắm sạc tiếp, nó mất công nhá. Nên cho em là đèn cầm tay, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con đèn cầm tay như này. Thì ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên Phạm Huấn về rất nhiều mã hàng, em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Nay thì bên shop lại tiếp tục về cho bác cái mớ Automat nhé, hàng bãi Nhật. Đấy, thì hàng rất đẹp cho các bác luôn. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Em lên cho bác cái mã sản phẩm đầu tiên đó là Automat này. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái con Adcock nhá. Adcock. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó. Và trước em bán thì cái lô cũ của nó thì nó sẽ là hàng hàng đã qua sử dụng cho nên là giá nó rẻ hơn. Còn lô này thì hàng của nó sẽ là hàng mới tinh. Đấy, điện của nó thì từ 100 đến 200V. Các bác sử dụng điện Việt Nam mình thoải mái luôn. Đó, khi đấu thì các bác đấu đầu vào bên trên và đầu ra bên dưới. Dòng dò của nó là 15mA, 30A dòng dò 15mA.
hàng nội địa của Nhật, toàn bộ 100% thứ Nhật hết của thương hiệu Z này. Đó, con này thì các bác có thể dùng để cho bình nóng lạnh này, nóng lạnh điều hòa hoặc là các cái phòng nhỏ đều là ok. Đấy, chức năng của nó thì chống giật, chống chập, chống quá tải, át đều nhảy hết nhá, cho nên là dùng cực kỳ an toàn luôn. Đấy, các bác lên cho em là át cóc 30A nhá, át cóc 30A. Con này giá của nó sẽ là 110.000. Đấy, đợt này hàng về thì cái giá của nó sẽ là cái hàng mới, cho nên cái giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nhưng mà hàng mới thì các bác dùng nó yên tâm. Đấy, lên cho em là át cóc này, đó. Át cóc 30A nhá, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k cho một con. Đó, át cóc 30A. Tiếp theo thì đây nó sẽ là dòng 30A con này, 30A dòng dò 15mA. Đó, hàng nội địa của Nhật, tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng, đầy đủ cho các bác nhá, chi xuất nguồn gốc rõ ràng luôn. Hàng của thương hiệu Z đây, đó, đầy đủ cho các bác luôn, thông số kỹ thuật các bác nhá. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng át 40A nhá. Đấy, các bác lên cho em là át 40A. Dòng dò của nó là 30mA nhá. Đấy, át 40A. Con này thì các bác có thể dùng cho các cái khu vực như là nhà tổng này, tổng điện gia đình này, hoặc là các bác dùng cho tầng 1, tầng 2, tầng 3. Đó, thì các bác dùng cho tách từng tầng cũng được. Đấy, các bác dùng tách từng tầng hoặc là dùng tổng cho cả gia đình thì các bác có thể lắp ra ngoài công tơ, nó rất là tiện ích và an toàn. Con này thì nó cũng là hàng Nhật và đã qua sử dụng nhá. Đây, made in Japan này các bác này. Đó, hàng Nhật đã qua sử dụng nhá. Và độ mới của nó thì còn khoảng 80-90%. Đó, hàng made in Japan đây. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con át như này. Đấy, hàng của thương hiệu Natina hoặc là của thương hiệu Mitsubishi các nhá. Đấy, Mitsubishi. Chủ yếu là Natina nhá, Natina. Đó, và cái giá thì sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là át đại 40A nhá. Đó, át đại này. Át đại 40A, giá của nó sẽ là 180k nhá, 180.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái át đảo chiều của Nhật nhá. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Át đảo chiều 63A này. Đấy. Công suất của nó sẽ là 63A. Và khi các bác đấu thì con này nó sẽ sử dụng cho các bác chuyên dùng gọi là hai công tơ này. Đấy, già mình có hai công tơ hoặc là hai công tơ, hoặc là các bác dùng một điện lưới, một máy phát, thì khi các bác nào dùng các bác đảo cho em. Đó. Ví dụ bên trên thì các bác để điện lưới này, bên dưới này các bác để máy phát này. Đấy, khi nào mà điện lưới thì các bác để lên trên. Đấy, khi nào máy phát thì các bác lại kéo xuống dưới này cho em là nó tự đảo điện cho các bác nhá. Rất là tiện luôn. Hoặc là nhà bác nào dùng hai công tơ mà mình muốn sử dụng liên hoàn hai công tơ cho nó an toàn và tiết kiệm thì các bác cũng dùng cái này cho em. Đấy, lên cho em là át đảo chiều 63A nhá. Đấy, lên cho em là át đảo chiều 63A này. Đấy, át đảo chiều này. Đảo chiều 63A. 63A giá sẽ là 100 tròn à. Lên cho em là át đảo chiều 63A nhá. Giá của nó sẽ là 105k. Đó. Đợt trước đang bán 101, đợt này xuống cho bác được 5.000 là còn 105.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con hạc đồng cũng nhá, con hạc đồng. Đó, thì đây nó sẽ là một con hạc rất là đẹp như này. Đó, thì con này nó sẽ có thêm cho các bác là một con hạc và một cái lư bằng đồng như này, các bác đeo vào xem. Đấy, đeo vào sau đó thì các bác dùng cái nhang, bên em có bán sẵn cả nhang luôn. Con hạc này sẽ là 70.000 và nhang thì là 60.000 một hộp nha. Đó, thì các bác mua combo thì sẽ là 130.000. Đấy, các bác đeo vào đây cho em này. Đeo vào đây cho em. Sau đó thì mình cho nhang vào đây. Đấy, rất là thơm luôn. Nhang vào đây mình có thể là đốt này, thư giãn tĩnh tại, hoặc là các bác để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, chất liệu của nó thì bằng đồng nhá, rất là đẹp và dày dẫn chắc chắn như này. Lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng. Cầm cho anh hộp nhang ở đây này. Hạc đồng, giá sẽ là 70.000. Con này thì trước em đang bán là 60.000, đợt này thì hàng nó về giá nó cao hơn một chút nhá. Giá cao hơn một chút thì sẽ là 70.000 cho một con hạc đồng như này. Chiều cao của nó thì nó vào khoảng là 10cm nhá, chiều cao khoảng 10cm. Thì rất là tiện ích luôn. Đó. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả nhang luôn. Đấy, nhang hạc thì giá sẽ vẫn là 60.000 thôi, còn cái hạc này thì sẽ là 70.000. Đây, đây là cái nhang của nó các bác này. Đấy, cả về nhà các bác xoáy ra cho em, sau đó thì các bác cứ thế là đặt vào cái lư kia là xong. Đấy, cái nhang này thì sẽ là 60.000 và con hạc này sẽ là 70.000. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là hạc đồng nhá, hạc đồng này. Đó, lên cho em là hạc đồng, giá của nó sẽ là 70k nhá, 70k. Còn nhang hạc thì sẽ là, nhang hạc sẽ là 60k nhá, 60k cho cái nhang hạc như này. Đó.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái nước hoa khách sạn này. Đấy. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng nước hoa rất là tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình để trong nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, phòng ăn, phòng ngủ đều được hết. Rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái tăm như này và các bác chỉ cần là giật cái bấc này ra, sau đó thì các bác cắm vào cho em. Đó, mùi thơm của nó thì dịu nhẹ dễ chịu nhá. Các bác có thể để phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, phòng khách đều được. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, và rất là thơm. Đấy. Và được rất là lâu thì các bác dùng để mình gọi là tạo hương thơm cho phòng rất là tốt luôn. Đó, con này thì bên Nhật nó chuyên dùng cho các cái nhà hàng khách sạn này. Đấy, lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá chỉ có 30.000 thôi. Nước hoa khách sạn nhá. Lên cho em là nước hoa khách sạn này. Nước hoa khách sạn giá sẽ là 30k nha. 30.000 cho một cái lọ nước hoa khách sạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất các bác nhá. Đó. Tất thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là một hộp này của nó sẽ là 5 đôi nhá, 5 đôi. Đó. Có màu ghi và màu trắng nhá. Đấy, có màu ghi và màu trắng như này. Đó, có màu ghi, có màu trắng. À, màu ghi và màu đen nhá, màu ghi và màu đen. Đấy, ở đây thì sẽ có là màu ghi và màu đen rất là đẹp luôn, thì các bác cứ lấy màu nào đấy. Một hộp này có 5 đôi. Đưa cho anh cái vỉ kia luôn. Một hộp này của nó là 5 đôi nhá. Hộp này của nó là 5 đôi thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng. Đây, em đang đi trực tiếp. Đây, em đang đi trực tiếp đây các bác này. Đấy, đang đi trực tiếp trên chân đây. Đây các bác thấy không? Rất là vừa vặn luôn nhá, rất vừa vặn, rất là đẹp này. Đấy, em đang đi trực tiếp trên chân đây. Đấy, đúng tất đúng màu các bác này. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi nhá. 80.000 tròn cho một vỉ 5 đôi. Các bác lên cho em là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5. Đấy, đựng trong một hộp như này. Tất hộp này và 5 đôi nhá, tất hộp 5 đôi. Đấy, có màu đen và màu ghi, giá của nó sẽ là 80k nhá, 80.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái tất ở trong vỉ như này nhá. Tất trong vỉ như này nó sẽ có màu đen và màu trắng. Đấy, có hai màu đen và màu trắng. Cái tất này thì nó sẽ ngắn hơn một chút nhá, ngắn hơn một chút. Đấy, đều là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho một vỉ bao gồm cho các bác là 10 đôi nhá. Đấy. 90.000 cho một vỉ như này, bao gồm 10 đôi. Cái này thì nó lại có màu đen và màu trắng, màu đen màu trắng, còn cái hộp kia thì có màu trắng và màu màu ghi, màu trắng và màu ghi nhá. Đấy, cái này màu đen màu trắng, cái này là các bác lên cho em là tất. Tất vỉ 10 nhá, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy. 90k trong cái tất vỉ 10 như này nhá. Đấy. 90.000. Cái này thì nó sẽ là vỉ là 10 đôi nhá. Vỉ là 10 đôi. Còn hộp thì chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đấy, vỉ là 10 đôi này. Còn cái hộp này là 5 đôi nhá. Đấy, hộp này là 5 đôi thôi. Hộp 5 đôi 80k nhá. Đấy, hộp 5 đôi là 80.000. Còn vỉ 10 đôi như này. Vỉ 10 đôi như này có màu trắng và màu đen, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm đa năng các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng này. Đấy, nó sẽ là màu xanh đỏ như này thì em gọi là kìm đỏ đa năng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các số hotline của bên em. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ đa năng nhá. Đây nó sẽ làm con kìm hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật thép CLV không gỉ này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, vặn ốc này, rồi xoắn dây này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và con này ưu điểm của nó là nó có cái lò xo đẩy như này thì khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này. Con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, kìm đỏ này. Kìm đỏ giá sẽ là 100k. 100k trong chiếc kìm đỏ như này các bác nhá, 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đây. Hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Đây các bác quan sát này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một đầu kéo và một đầu cưa. Về nhà thì các bác lắp cả kéo cả cưa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đây, lắp ráp thì như trên hình như này các bác này. Lắp ráp như trên hình như này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao nhé. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Kéo. Kéo cành trên cao này. Kéo cành trên cao. Giá sẽ là 130k. Đây em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác xem luôn cách lắp đặt và sử dụng luôn nhé.
giá chỉ có 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này, đấy, các bác chỉ cần là lắp cho em cái cán vào thôi, sau đó thì mình cắt này, nó rất là tiện luôn nhá. Đó, lắp cán lắp cưa vào là mình cắt thôi, rất là tiện luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự lắp cán lắp cưa vào, cán thì mình có thể dùng bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép, tùy theo. Đấy, mình có cán nào mình dùng cán đấy, lắp vào cho em, sau đó thì mình đưa vào là mình cắt thôi. Cành nào vừa phần cắt thì phần cắt, và cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi, giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo các bác nhá. Các bác lên cho em là băng dính hai mặt nhá. Đấy, nó sẽ là cái băng dính hai mặt như này. Đấy, băng dính trong hai mặt như này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này, hoặc là dính các cái phần nào mà mình cần phải dính lên tường này, hoặc lên tủ, lên bàn, lên ghế đều được hết. Đấy, thì các bác lên cho em là cái gì, cái này là cái gì nhỉ? Băng keo trong à? Lên cho em là keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt. Băng keo trong hai mặt nhá. Băng keo trong hai mặt giá sẽ là 25k cho một cái cuộn băng keo trong hai mặt như này. Về nhà thì các bác chỉ cần bóc ra, bản của nó thì vào khoảng là 2,5 phân, và chiều dài thì vào khoảng là 5m, các bác dùng thoải mái luôn. Một cuộn này các bác dùng còn lâu mới hết các bác nhá, và rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này và dán rất là nhiều chi tiết được. Băng keo trong hai mặt. Đây các bác nhá, mình có thể là dán ổ điện này rồi dán mọi thứ đều được. Đây các bác này. Đấy, bác theo, đây. Dán ổ điện, dán thảm này, rồi dán khung tranh này. Đấy, dùng các bác cho vào đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thấy chưa? Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong này thôi. Bóc ra thì nó không có vết nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái dao Nhật này. Thì nó sẽ có cho các bác là các cái mẫu như sau. Đầu tiên là nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ nhá. Thì bên shop bán nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên là một con dao chặt này, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đó, Seki Japan này. Đấy. Giá thì con dao chặt này sẽ là 180.000. 180.000 cho một con dao chặt thế này. Đấy, các bác lên cho em là dao chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, chặt khá là dày luôn, dày khoảng là 2 ly nhá, 2 ly. Các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò này. Đấy, xương trâu, xương bò rồi chặt gà, chặt cá này. À, con này vào khoảng là 5 ly các bác nhá. 5 ly rất là dày luôn. Đó, rất là dày các bác này. Đấy, rất là dày luôn. Cực kỳ là dày, chặt thì cực kỳ làm tay luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhá. Dao chặt gỗ 180.000 này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Con dao gọt này thì sẽ là 40k nhá. 40k cho một con dao gọt như này nhá. 40.000 một con dao gọt như này. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Thái của thương hiệu Asaka này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k. Con này thì lên cho em là Thái gỗ nhá. Thái gỗ, giá sẽ là 80.000. Còn con này là gọt gỗ 40.000. Đấy, nếu các bác mua combo thì bên em bán là 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho một cái bộ 3 con dao cán gỗ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 260.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con dao của thương hiệu Wattbull nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút. Cầm cho anh cái con G2 này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi, của thương hiệu Wattbull, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này. Đó, và nó sẽ có cho các bác là một con dao, nó có một con mũi nhọn và một con mũi vuông nhá. Đấy, thì bên em gọi nó sẽ là dao mũi nhọn và dao mũi vuông. Con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông này. Đấy, cái mũi nó vuông như này thì em gọi nó là mũi vuông. Hàng này thì khỏi phải bàn về độ bén rồi. 180.000 cho một con như này. Khỏi test giấy luôn. Cắt giấy bóng như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao mà dọc được giấy bóng như này là không phải dao nào cũng dọc được đâu các nhá. Đấy, rất là bén luôn. Còn dọc giấy thì quá là bình thường rồi. Con này thì các bác lên cho em là dao dao vuông nhá. Con này là dao vuông. Giá sẽ là 180.000. Còn đây em sẽ có thêm một con này nhọn nữa này, con nhọn nữa. Chiều dài của dao thì nó đều là vào khoảng là 30cm nhá. Nó đều là vào khoảng 30cm. Thì rất là tiện cho các bác dùng để thái. Rất là thái, thái thì rất là vừa tay luôn. Và thép của nó là thép không gỉ nhá, thép không gỉ. Đây, con này thì mũi nó nhọn như này. Cho nên là bên em sẽ lên là dao mũi nhọn này, 175.000.
175.000 con này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì về độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đó. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn. Dọc giấy các bác này. Đó. Dùng cẩn thận đứt tay cho em nhá. Đó. Thương hiệu Watbo này, Japan này, thép không gỉ này. Đấy, Chromava này 18 này. Thép này là thép Arcon luôn. Thì con này nó sẽ là dao mũi nhọn nhá. Con dao mũi nhọn này sẽ là 175.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn này. Đấy. Dao mũi nhọn sẽ là 175.000. Dao mũi nhọn này. Dao mũi nhọn 175k nhá. Đó. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá sẽ là 180.000. Dao vuông 180.000 nhá. Dao vuông nhá. Đấy. Dao vuông này. Đấy, 180k. Mua hai con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác giá là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho hai con như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này bao gồm cho các bác là khoảng là 46 chi tiết. Đấy, V46 như này. Bao gồm cho các bác khoảng 46 chi tiết tất cả này. Đấy. To nhỏ lớn bé, lục giác ba khe, tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết thì sẽ có cho các bác là vào khoảng là 20 đầu khẩu này. 20 đầu vít này. Đấy, nó sẽ khoảng 20 đầu vít như này. Rồi khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các đầu khẩu từ 4 đến 14 cho em. Đầy đủ cho bác luôn. Đó. Và một tay công, một tay nối dài và các cái đầu vít chi tiết như này. Đấy. Đây nó sẽ là một tay công như này nhá, một tay công nha. Thì các bác có thể lắp trực tiếp vào trong cái khẩu này các bác sử dụng này. Con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Hoặc các bác có thể lắp cái những cái đầu vít này vào này. Đấy. Lắp những cái đầu vít này vào cho em. Đấy, lắp những cái đầu vít này vào mình sử dụng này. Đấy, sử dụng để bắt vít này, rất là tiện luôn nhá. Hàng có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Ngoài ra thì các bác không dùng cái con tay công này thì các bác có thể dùng trực tiếp cái con này cho em này. Đấy, lắp con này vào cho em. Đó, để mình sử dụng mình xoáy vít này. Xoáy vít hoặc xoáy công cũng đều rất là được luôn. Đó. Giá thì một cái bộ V46 chi tiết như này giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ như này nhá. Giá quá hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là V46 nhá. Có cả cái tay lắt léo như này này, tay lắt léo này. Rồi có các cái tay công như này luôn. Nói chung là con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. Đầy đủ đựng trong cái hộp mà nhựa như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. V46 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đựng rác này. Đấy, một bịch này của nó thì sẽ là 100 chiếc nhá. Bịch này của nó là 100 chiếc và kích thước của nó thì sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 nhân 50. Đấy. 45 x 50 và một bịch là 100 chiếc. Đấy, về nhà thì các bác nó có dập sẵn cái đường như này rồi. Dập sẵn cái đường này này. Đấy, nó sẽ dập sẵn như này cho các bác này. Các bác chỉ cần là xé cho em theo cái đường dập như này. Đó, sau đó thì mình về mình mở ra là mình bỏ rác vào đây cho em này. Đấy, mở ra mình bỏ rác vào đây cho em thôi. Bỏ rác vào đây. Sau đó khi mình đi đổ thì mình chỉ cần là cầm tay rút cái quai này cho em này. Đấy. Rút hai cái quai này là nó sẽ đổ được các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có quai rút như này. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, con này thì chịu nhiệt rất là tốt luôn. Giấy thì siêu mỏng nhưng lại rất là dai. Mỏng dai, chịu nhiệt tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 50k cho một quận như này thôi. 50k cho một cái quận túi rác như này. Đấy, lên cho em là túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên cho em là túi rác này. Túi rác giá sẽ là 50k nhá. Và một bịch này của nó là 100 chiếc luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng đây. Một bịch của nó hẳn 100 cái như này. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đấy, con này các bác đổ cả nước nóng và cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho các bác, chỉ có cho các bác là đi 50.000 cho một bịch 100 cái, tính ra vào chỉ có 500 con một chiếc này thôi. Đấy, 100 cái này rằng ngày dùng một cái là 3 tháng mới hết một bịch nhá. Thì tính ra là 50.000 mà trong vòng 3 tháng quá rẻ luôn các bác nhá. Chào các bác nhá, hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy và rất là ngon lành các bác này. Đấy ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá. Thắt lên như này. Đó, mình có thể thắt lên như này hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được để mình đội nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các bác này, một cái miếng khẩu trang như này.
thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa. Để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy. Mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm, che mũi cho bác luôn, che mồm, che mũi luôn. Rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy, em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Giời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95k. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này, đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95k nhá. 95k trong chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này. Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này, các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá. Pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn. 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này. Giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40-45. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ. Nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó, thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là decor trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá. À, nến đỏ nhá. Lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này. Ống dẫn rồi dây dạ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá. 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá sẽ là 70.000 thôi.
giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này. Hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Thì các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi vào vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sẵn rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, rồi về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở thủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này, lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường, tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này. Thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi. Các bác vệ sinh đi cho em, rất là tiện. Đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhá. Đấy, thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35 cành cho một chiếc như này. Hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy, các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này, các bác ngồi mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à? 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí. Các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi. Rất là tiện dụng thôi nhá, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đệm ghế giá sẽ là 80.000. Đó. Đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá. 80.000. Đấy, em sẽ có video thực tế luôn. Đấy. Rất là mềm luôn nhá, cho cả trứng ngồi lên không việc gì nhá. Đấy các bác theo, rất là ok luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí, chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dạng tổ ong, mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông, độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được, ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào. Người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết ba trái luôn, cũng sợ nó bể lắm nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi, so sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nhá, giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhá.
đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây cho em. Đấy thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi, và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này, và nó bằng dạng là LED nhá, LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây, em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi, giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá, 28W, khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bác này, bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bác thấy không? Chưa. Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ, 28W các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các cái khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này cho em. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó. Khá là sáng đấy các bạn. Đấy. Nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bác nhá. Đó, 28W, sử dụng điện 220V. Đấy, rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá, bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này, 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ, khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm thôi. Còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá, giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy, đèn 4 cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này, khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. 4 cánh mini giá sẽ là 40.000. 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện, thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 nhá. 40.000 một chiếc. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vòi tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp, giá sẽ là, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000, 50.000 cho một con vòi đồng tăng áp như này. Một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nha. Để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó, tưới cây rửa xe đều rất là tiện. Và có đầu vòi như này các bác có thể điều chỉnh này, đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn, có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Lên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhá. Đây, nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m, và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn. Phủ xe máy, xe đạp đều ok hết nhá. Lên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50.000 một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền.
các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em, đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này, rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá, một con xe như này, các bác dở ra cho em là mình chùm lên này, rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá, rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này, và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này, và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy, 60.000 cho bộ phao nước như này, nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1 cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60.000 nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 cho cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này, đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi, nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo, ngắt luôn, bỏ ra nó chảy này, rất là tiện ích luôn, không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu, đấy, gây nhức mỏi, thì các bác dùng cái này cho em, rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái, và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí, và bên lớp một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi, kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế, giá sẽ là 80.000. Đó. Đệm ghế này, giá sẽ là 80.000 cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác, kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi đây. Đấy, để em cân lại cho các bác xem. Đó. Đây, 65,9, tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2 kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi. Con này chuyên để cân người mà. Cân người. Giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok.